Đức Phật trả lời các câu hỏi. Vị thứ nhất, ông Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay trình thưa hỏi như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ chúng con công dụng ba phần thanh tịnh, rỗng lặng, hằng chi để con thông suốt ghi vào kinh, lưu lại cho hậu thế. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy, đây là ba phần then chốt của pháp môn tu thanh tịnh thiền. Thanh tịnh, người sống nơi thế giới vật lý âm dương này bị luân hồi là nguyên do như sau. Nơi thế giới này tồn tại được là nhờ dòng quét của điện tử âm dương liên tục quét để cho con người cũng như động vật, thực vật có sự sống. Tổng hợp trong vỏ bọc của tánh người có 16 thứ của tánh người, gọi chung là ta. Cái ta này cho là thật nên sinh ra ngã chấp, tức chấp có ta. Tổng việc suy nghĩ và hành động của con người gọi là nghiệp. Con người bị luân hồi cũng vì hai phần nói trên. Vì vậy, pháp môn tu thanh tịnh thiền này Như Lai dạy các ông đầu tiên là thanh tịnh. Để chi vậy? Để cho cái ngã chấp ta nó ở yên trong vỏ bọc tánh người, để cho khối tổng nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh người, để vỏ bọc tánh người không nhô ra những thứ trông gai. Những thứ trông gai này là cái tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó, tức nhô ra những trông gai suy nghĩ, nên điện tử âm dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh người của các ông. Dòng điện tử này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà các ông suy nghĩ là luân hồi đó. Vì vậy, thanh tịnh là bước đầu để cho tánh người và cảnh vật không đến với nhau. Đây là bước đầu của giải thoát rỗng lặng. Các ông không suy nghĩ nên tánh và thân của các ông ở vào trạng thái không bị lực hút của điện tử âm dương, nên tánh và thân của các ông như không có trọng lượng. Vị nào tập được rỗng lặng thì nghe tánh và thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cách nhẹ nhàng này mà dòng quét điện tử âm dương nó quét không được, nên các ông tự do trôi vào trụ cột trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Hằng chi, các ông tu pháp môn thanh tịnh thiền này lúc nào cũng hằng chi hai phần nói trên. Để chi vậy? Để biết mình đang ở đâu trong trung tâm vận hành nhân quả luân hồi này. Nếu tu thanh tịnh thiền mà không biết ba căn bản này thì các ông không khi nào giải thoát được. Vì vậy, Như Lai có dạy, tu theo đạo của Như Lai mà không biết ba phần này thì tu hành vô ích. Ông Ananda hết sức vui mừng, cảm ơn Đức Phật, đảnh lễ rồi lui ra. Vị thứ hai, ông Tỳ Kheo Trọng Phương Anh, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con người có tánh người, vậy con người có tâm không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này Tỳ Kheo Trọng Phương Anh, con người ai cũng có tâm cả. Cái tâm này là quả tim đó. Ông Tỳ Kheo Trọng Phương Anh lại thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao quý thầy đạo Ấn giáo bảo tâm họ suy nghĩ? Đã là tim thì làm sao suy nghĩ được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Phần này nó có nguyên nhân như sau. Trong mỗi con người, ai ai cũng phải suy nghĩ. Nhưng vì loài người không biết cái suy nghĩ này nó xuất phát từ đâu, nên những ông thầy đạo Bà La Môn cho cái suy nghĩ là linh hồn. Những vị thầy Ấn giáo cho suy nghĩ là tâm.
Như Lai phân tích thì ông sẽ hiểu. Tổng thể con người gọi là sắc thân. Trong sắc thân này, nó có quả tim. Quả tim này là một phần trong ngũ tạng của một con người. Quả tim này là cái bình chứa máu để bơm đi khắp châu thân. Sở dĩ quả tim bơm được là nhờ dòng điện tử âm dương liên tục chạy đa chiều chung quanh quả tim để làm cho quả tim mở ra và bóc lại để bơm máu đi khắp châu thân nuôi sắc thân tứ đại này. Vì quý thầy ấy lập ra đạo là sử dụng cái tưởng của tánh người nên thầy nào tưởng tượng ra gì thì nói như vậy. Trước kia Như Lai cũng tưởng là như vậy. Hôm nay Như Lai đã có Phật nhãn nên mới rõ thông những cái suy nghĩ. Những cái suy nghĩ nó xuất phát từ cái ta chấp ngã của con người. Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh rõ thông câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật, đảnh lễ rồi lui ra. Vị thứ ba, ông Ca Trinh Diên là đệ tử lớn của Đức Phật. Từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con thường tập cho tánh con hằng thanh tịnh. Nhiều lúc tánh người của con thanh tịnh, sao con không nhìn được cửa hại chiều dương? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Diên, tánh người của ông tuy đã được thanh tịnh, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu thôi. Ông phải ra khỏi dòng quét của điện tử âm dương, được vào đúng trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, thì ông mới nhìn thấy được cửa hải chiều dương. Ông Ca Chiên Diên lại thưa hỏi: Vì sao tánh người của con phải vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi mới nhìn thấy được cửa hải chiều dương? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Tuy tánh người của ông thanh tịnh, nó không bị dòng quét của điện tử âm dương kéo đi luân hồi, nhưng chung quanh trần cảnh của ông còn bị luân hồi, nên tánh thấy của ông vẫn bị che khuất. Khi nào tánh thấy của ông vào được trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, nơi đây không bị hút quét của điện tử âm dương, thì ông mới nhìn thấy được cửa hại chiều âm hoặc dương được. Ông Ca Trinh Diên đã rõ thông câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ tư, ông cư sĩ Phát Thành Luận từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con bốn câu. Một, nhất tự thiền là tu làm sao? Hai, tạo ra công đức bằng cách nào và để làm gì? Ba, ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là gì? Bốn, pháp môn thanh tịnh thiền này sau này có ai hỏi, chúng con phải dạy họ như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Phát Thành Luận, Như Lai trả lời bốn câu hỏi của ông. Câu một, nhất tự thiền là tu một chữ. Một chữ này có bốn chữ để tu: buông, dừng, thôi, dứt. Câu hai, tạo ra công đức là giúp cho người khác biết được công thức giải thoát này. Khi họ thực hành được thành công thì ông mới có công đức. Câu ba, ngôi nhà pháp thân thanh tịnh là ngôi nhà trong bể tánh thanh tịnh để cho một vị Phật ở. Câu bốn, pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát này chỉ dạy cho những người nào thật tình muốn giải thoát tìm cách giúp họ. Còn người nào ông nói mà họ không nghe, họ đưa kiến thức học của họ ra để tranh luận với ông. Một lời không nói, một chữ, ông cũng không hé môi. Ông phải học thuộc lòng 12 câu kệ như dưới đây. Thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tự sinh. Ở trong vật lý đua tranh càng mạnh tự sinh kéo mình.
muốn hết tử sinh phải dừng, dừng tim, dừng kiếm, dừng luôn luận bàn. Tâm dừng thì được bình an, dừng theo vật lý muôn ngàn an vui. Thiền thanh phải bỏ cái tôi, vì tôi là ngã, luân hồi phải đi. Như Lai nhất tự thiền thì, tánh an là được, việc chi cũng lìa. Ông cư sĩ Phát Thành Luận đã rõ thông những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật, rồi đảnh lễ lui ra. Vị thứ năm, Ngài Xá Lợi Phất, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Nguyên do ban đầu Đức Thế Tôn dạy chúng con pháp môn thanh tịnh thiền, mà chúng con nói là Như Lai bị ma ám. Tại sao chúng con có những lời nói như vậy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Trong mỗi con người có hai tánh, tánh Phật thanh tịnh, tánh người là chấp ngã. Vì vậy, khi các ông vừa nghe Như Lai nói tu thanh tịnh thiền là không được dụng công, các ông không bình tĩnh để hỏi cho rõ vì sao không dụng công, mà các ông sử dụng tánh nghi của tánh người nên mới nói như vậy. Như Lai nói rõ cho các ông biết, khi Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này thì có rất nhiều chư Phật phân thân đến chứng kiến. Vị thần Kim Cang luôn lúc nào cũng theo bên Như Lai để hộ trì chánh pháp thanh tịnh thiền này. Vì vậy, khi Như Lai tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền này, nếu có ai khinh chê hay chống đối thì bị vị thần Kim Cang sử dụng chài Kim Cang đánh trả lời khinh chê hay chống đối trở lại người đó. Vì bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang nên người này bị bệnh, nhẹ thì bị tật nguyền, còn nặng là mất mạng. Vì vậy, Như Lai phải bùa đại thần lực thanh tịnh thiền để phá cái âm lực của chài Kim Cang đánh trả, để các ông không bị bệnh. Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời cho mình, tự động khóc và trình với Đức Phật: Chúng con theo Đức Thế Tôn tu học đã lâu mà không phân biệt tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. Ông vừa nói vừa khóc và lạy Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ sáu, ông Yêu Bà Tắc, Triền Phương Thanh, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay kính trình Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn con đã nắm vững. Hàng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền, vậy con phải tu làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Này ông Triền Phương Thanh, ông hành nghề buôn bán mà tu thanh tịnh thiền thì việc làm hàng ngày phải như sau: cứ lo việc buôn bán của mình, tâm ông lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng và hằng chi. Ông hãy lấy câu đừng chấp ngã làm kim chỉ nam như: việc người khác ông đừng xen vào, đừng cho pháp môn mình tu là cao hơn hết. Không rủ người khác tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Vì sao vậy? Vì mỗi người sinh ra nơi thế giới này đều có tổng nghiệp riêng của họ. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi thì ông nói cho người hỏi nghe, nhưng ông phải dè dặt, nếu họ thích tìm cách giúp họ, còn họ có ý gì khác thì thôi. Ông Triền Phương Thanh thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, màn trong suốt của cửa hải triều âm con tập thanh tịnh hoài, sao con không nhìn thấy được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Triền Phương Thanh, màn trong suốt mà ông muốn nhìn thấy, nếu ông có công đức thật lớn thì dễ dàng nhìn thấy, còn ông không có công đức thì khó mà thấy được. Như Lai dạy ông, việc thấy được màn trong suốt không quan trọng. Vì sao vậy?
Như Lai đưa ra ví dụ sau đây, ông sẽ rõ. Hiện ông đang mù mắt mà muốn nhìn núi non sông hồ, thì làm sao ông nhìn thấy được? Ông phải biết mình đang bị mù mắt, hiện đang nhờ vị thầy thuốc trị bệnh mù mắt cho ông. Vì thầy ấy bảo ông làm gì thì ông cứ làm. Khi nào ông sáng mắt, mặc tình mà ngắm núi non sông hồ. Như Lai dạy thêm cho ông rõ, khi ông chưa vào được trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, mà ông muốn thấy màn trong suốt, ông vừa khởi niệm muốn là cái màn vô minh xuất hiện ra liền, thì làm sao ông thấy được? Việc làm thiết thực của người tu thanh tịnh thiền chỉ có hai việc chính. Phải học hỏi cho thật rõ pháp môn thanh tịnh thiền này, giúp được nhiều người hiểu để mình có công đức. Khi mình được khối công đức lớn rồi, không cần mong thấy và biết, cũng tự nhiên thấy và biết. Ông yêu bà Tắc Triển Phương Thanh, nghe Đức Phật dạy xong các câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ bảy, Ngài Ca Chiên Diên từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nghe lời Đức Thế Tôn dạy, ngày hôm qua khi con đang làm việc, tự nhiên con như mất thân con rất lâu. Có phải lúc đó con đã cảm nhận được tánh thanh tịnh của con không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Diên, ông đang làm việc mà tự thân ông dường như bị mất, đó là tánh thanh tịnh của ông đó. Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, con phải làm sao để nhìn thấy cửa hải chiếu âm? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Diên, ông muốn nhìn thấy cửa hải chiếu âm hay hải chiếu dương thì ông phải có hai phần tập tánh ông thanh tịnh để thân tâm được rỗng lặng, tạo ra nhiều công đức. Khi ông có đủ hai phần nói trên, tự nhiên ông nhận ra được. Ngài Ca Chiên Diên nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ tám, ông yêu bà Tắc Lãnh Thường An từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con phương pháp giải thoát tiện và nhanh nhất. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Lãnh Thường An, ông muốn tu thanh tịnh thiền gọn và nhanh nhất, ông chỉ làm có ba việc như sau. Một, tập cho tâm tự nhiên thanh tịnh. Hai, đừng xen vào chuyện của người khác. Ba, cố gắng tạo ra công đức. Ông Lãnh Thường An hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ chín, ông Tỳ Kheo Đạm Thân Thế từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, chịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật hai câu. Câu một, con tạo ra công đức bằng cách nào? Câu hai, công đức lưu giữ ở đâu và để làm gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Một, này ông Tỳ Kheo Đạm Thân Thế, ông tạo ra công đức là giúp cho người khác giác ngộ pháp môn thanh tịnh thiền này, mà phải thật sự họ giác ngộ được. Hai, công đức này được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật, có công dụng bốn phần như sau. Một, để đè nặng vỏ bọc tánh người, nhờ vậy tánh người mới mở miệng ra, cho tánh Phật được tự do ra vào. Hai, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, cái vỏ bọc tánh Phật này được tự do qua cửa hải chiều dương để vào Phật giới. Ba, khi tánh Phật vào Phật giới, được điện từ quang chiếu vào khối công đức này, khối công đức này tự biến thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để cho một vị Phật ở. 4. Cũng từ số công đức này định hình ra kim thân một vị Phật. Ông Tỳ Kheo Đạm Thân Thế rõ thông những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật, lạy tạ rồi lui ra. Vị thứ 10, ông Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật trình, chịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay thưa hỏi Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn,
người muốn rơi vào bể tánh thanh tịnh rất khó. Cớ sao? Con vừa nghe Đức Thế Tôn bảo, ai muốn được rơi vào bể tánh thanh tịnh thì hãy để tâm tự nhiên thanh tịnh. Con vừa để tâm con tự nhiên thanh tịnh thì con được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng như vậy. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy, này ông tỳ kheo Xá Lợi Phất, sở dĩ ông dễ dàng được rơi vào bể tánh thanh tịnh là có nguyên do như sau. Từ vô lượng kiếp trước, có ba vị Phật dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Ông là một Phật tử bình thường, nhiều người xin tiền để in ấn tống kinh nói về pháp môn thanh tịnh thiền này. Ông cúng tiền để ấn tống kinh. Trong số kinh mà ông ấn tống đó đã giúp rất nhiều người giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền, rất nhiều người đạt được bí mật thanh tịnh thiền, trên 600 người được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Vì số công đức quá lớn mà ông vô tình tạo ra đó, nên hôm nay ông vừa để tâm tự nhiên thanh tịnh ở trong vùng Như Lai Bùa Siêu Đại Thần Lực thanh tịnh thiền, nên ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Như Lai cũng nói cho ông biết, đời này là đời sau cùng ông sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 20 năm sau, ông được trở về Phật giới. Sau khi ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân của ông định hình xong, cũng là lúc Như Lai đến chúc mừng ông đó. Ngài Xá Lợi Phất trình thưa hỏi tiếp, kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn bổ siêu đại thần lực thanh tịnh thiền nên con mới được rơi vào bể tánh thanh tịnh. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn rồi, có vị Phật nào trợ giúp con đâu mà con vào được bể tánh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy, này ông Xá Lợi Phất, bất cứ vị nào sống trong bể tánh thanh tịnh cũng phải tự mình vào. Còn vị nào đó không tự mình vào bể tánh thanh tịnh được vì số công đức của vị đó quá ít, thì những vị Phật sống trong bể tánh thanh tịnh có nhiệm vụ đến cửa hải Triều Dương trợ giúp cho vị ít công đức này vượt qua. Số công đức của ông hiện tại đã quá thừa vượt qua cửa hải Triều Dương để trở về Phật giới. Nhưng hiện nay ông không vượt qua được là vì ông chưa biết công thức này. Nghe Đức Phật dạy đến đây, ông Xá Lợi Phất lại quỳ gối xuống và cầu xin Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, một lần nữa con xin sám hối những lời mà con đã nói với Đức Thế Tôn trước kia. Hôm nay một lần nữa con xin sám hối với Đức Thế Tôn và kính xin Đức Thế Tôn dạy con công thức giải thoát. Đức Phật dạy, này ông Xá Lợi Phất, ông muốn giải thoát trước hết phải hiểu hai phần. Phần một, ông hãy nghe bốn câu kệ của Như Lai. Giải thoát là để đi đâu, vào nơi sống mới ở đâu phải tướng. Phải biết nơi đó chủ trương, cuộc sống thường nhật phải tường phải thông. Phần hai, ông hãy nghe tiếp tám câu kệ. Nơi sống hiện tại của ông là sống nhân quả nên ông khổ sầu. Dù sống cao sang đến đâu cũng là luân chuyển, không đâu an nhàn. Muốn lìa sức hút thế gian, tạo ra công đức mở đàng về quê. Nơi quê chỉ một đường về, hải Triều Dương ấy về quê của mình. Ông Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật dạy tiếp, này ông Xá Lợi Phất, một nơi Phật giới có điện tử quang bao trùm khắp. Điện tử quang này di chuyển theo chiều, gần ra xa, xa trở lại gần. 2. Nơi thế giới loài người và trong tam giới này, do điện tử âm dương cuốn hút và luân chuyển theo trục ngược và xuôi đa chiều. Trung tâm cuốn hút và luân chuyển này gọi là trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Trung tâm vận hành luân hồi này có hai đầu. Đầu A gọi là đầu hút âm, phát ra tiếng rất lớn nên gọi là cửa hải Triều Âm, chuyên hút vào các vỏ bọc như vỏ bọc tánh Phật rong chơi vào thế giới loài người, khi vừa đến gần thì bị lỗ âm này hút vào. Vỏ bọc trung âm thân
từ trong lục đạo luân hồi trở lại làm người. Đầu B, duy nhất chỉ có công dụng đẩy tánh Phật và khối công đức từ nơi thế giới loài người trở về bể tánh thanh tịnh, được gọi là cửa hải triều dương. 3. Tánh Phật muốn trở về bể tánh thanh tịnh thì phải mang được vỏ bọc tánh người đến sát bên cửa hải triều dương này. Đến đây, vỏ bọc tánh người không chịu nổi tiếng dao động rất khủng khiếp của cửa hải triều dương này, nên vỏ bọc tánh người phải nhả vỏ bọc tánh Phật ra. Tánh Phật được tự tại mang khối công đức vượt qua cửa hải triều dương để vào Phật giới. Tại sao có tiếng dao động lớn như vậy? Vì bên bể tánh thanh tịnh, điện từ quang đẩy ra kéo vào. Bên thế giới loài người, điện từ âm dương quay ngược xuôi đa chiều, nên chỗ giáp danh của hai loại điện từ này tạo thành một âm thanh rất lớn. Vì sao tánh Phật vượt qua được? Vì tánh Phật được bao bọc trong cái vỏ bọc tạo bằng điện từ quang thanh tịnh, nên tánh Phật không nghe tiếng động. Còn tánh người được bao bọc trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương. Vì vậy, tánh người khi nghe tiếng dao động của cửa hải triều dương này không chịu nổi, nên phải nhả tánh Phật ra, trở lại thế giới của loài người. Vỏ bọc tánh Phật có công đức càng nhiều thì càng tốt. Để chi vậy? Vì công đức có công dụng như sau. 1. Công đức là loại cực dương, tức cực mạnh. Tánh Phật mang thật nhiều công đức đến đây, thì cửa hải triều dương tự động mở ra để Phật tánh tự do vượt qua cửa này. 2. Còn Phật tánh mang công đức ít, thì bên trong Phật giới có một vị Phật đến cửa này trợ giúp. Phật tánh trở về bề tánh thanh tịnh. Khi Phật tánh mang khối công đức trở về Phật giới, thì được ánh sáng điện từ quang chiếu vào khối công đức. Khối công đức này hình thành như sau. Một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh tức khắc được định hình. Trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được định hình. Việc làm của một vị Phật như sau. Một, vị Phật nào có công đức và phước đức vô lượng được lập quốc tịnh độ bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này. Hai, vị Phật nào chỉ có công đức vô lượng được phân thân vào trong càn khôn vũ trụ, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống mà họ muốn giải thoát, đến đó giúp họ. 3. Vị Phật nào có công đức thật nhiều được phân thân vào trong một đại thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống mà họ muốn giải thoát, đến giúp họ. 4. Vị Phật nào có công đức vừa được phân thân vào một trung thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, thấy ai muốn giải thoát, giúp họ. 5. Vị Phật nào có công đức ít, được phân thân vào tiểu thiên thế giới, thấy hành tinh nào có loài người sinh sống, ai muốn giải thoát, giúp họ. 6. Vị Phật nào có công đức thật ít, không tự vượt hải triều dương được, phải nhờ vị Phật trong Phật giới trợ giúp, thì vị Phật này chỉ được phân thân vào thế giới loài người mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Đức Phật dạy các danh hiệu Phật như sau. 1. Vị Phật nào có lập quốc tịnh độ thì vị Phật đó tự đặt danh hiệu cho mình. 2. Vị Phật nào có công đức vô lượng được gọi là Phật cả. 3. Vị Phật nào có công đức nhiều và vừa được gọi là Phật huynh. 4. Vị Phật nào có công đức ít được gọi là Phật con. 5. Vị Phật nào có công đức thật ít, không tự vượt hải triều dương được, gọi là Phật thôi. Ông Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã cho con biết là con đã có nhiều công đức. Khi con hết duyên sống nơi thế giới này, con tập thanh tịnh được thuần thục, đồng nghĩa tánh Phật của con được rơi vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Đức Phật dạy, này ông Xá Lợi Phất, số công đức của ông thừa sức vượt hải triều dương. Không cần vị Phật nào trợ giúp cả, mà ông chỉ học thuộc lòng công thức vượt hải triều dương là được. Như Lai cũng dạy cho ông biết có hai trường hợp. Trường hợp một, người có công đức ít mà biết công thức này, nếu không tự vượt qua cửa hải triều dương được, chỉ cần nhớ đến Như Lai
là Như Lai sẽ đến giúp ông. Vì sao Như Lai giúp ông được? Vì ông thanh tịnh mà nhớ đến Như Lai. Hoặc nhớ đến vị Phật nào mà trong các kinh Như Lai có nói đến, thì tức khắc Như Lai hoặc vị Phật đó đến cửa Hải Triều Dương giúp ông qua. Trong các kinh Như Lai đã có dạy, Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, là Như Lai dạy chỗ này vậy. Trường hợp 2, người có công đức ít, không vượt qua được cửa Hải Triều Dương, đã vậy mà còn bị đau đớn rất nhiều. Trường hợp này có hai nguyên do. Một, người đó tạo ra phước đức quá nhiều, khi hết duyên sống mà muốn trở về bể tánh thanh tịnh, nghiệp phước đức này nó không chịu, nên nó kéo người có phước đi hưởng phước, cứ sằng co như vậy mà người này bị đau từ ngực trở lên đầu. Hai, người tạo ra ác đức quá nhiều, khi hết duyên sống mà muốn giải thoát, nghiệp ác này nó đâu có chịu, vì vậy nghiệp ác đức này nó phải kéo người này đi trả quả ác do người này đã tạo ra. Trong lúc rằng co như vậy nên người này bị đau dữ dội từ bụng xuống chân. Hai trường hợp này không vị Phật nào trợ giúp mình được cả, mà chỉ có mình tự giúp mình thôi. Ông và các đại chúng có mặt tại đây phải hiểu, Như Lai chỉ cách xử lý như sau. Trường hợp 1, đại chúng hãy kiểm nghiệm như sau. Tâm thanh tịnh là bị đau, tâm nghĩ đến phước mà mình làm là hết đau. Đây đúng là nghiệp thiện do mình đã tạo ra, nó kéo mình đi hưởng phước. Trường hợp này mình phải nhớ rõ lại, khi mình làm phước thiện, mình muốn vãng sinh đi về đâu? Nếu mình muốn vãng sinh đến nước tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, hôm nay mình đã biết nước tịnh độ là đời sống có thời gian, nên hôm nay không muốn vãng sinh đến nước tịnh độ sống nữa. Mình hãy nhờ người nhà lập bàn hương, tự mình khấn nguyện như sau. Con kính xin Đức Phật A-di-đà, những phước đức mà con đã tạo ra trước đó, con xin gửi đến Ngài. Xin Ngài tùy nghi sử dụng phước đức của con trong nước tịnh độ của Ngài. Khi nguyện xong như vậy mà nghe thân mình hết đau, thì nghiệp phước của mình được Đức Phật A-di-đà tiếp nhận. Trường hợp trước mình muốn vãng sinh đến cõi trời nào đó, ví dụ mình muốn vãng sinh đến cõi trời Thượng Đế, thì trường hợp này cũng lập bàn hương, tự mình khấn nguyện như sau. Con kính trình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài từ bi nhận nghiệp phước đức của con, trao lại cho ông hay bà nào mà đi làm phước với mình mà mình mến nhất. Vì hôm nay con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, con đã hiểu, dù sống ở đâu trong tam giới này cũng là khổ cả. Con đã giác ngộ câu, tam giới vô an, du như hỏa trạch. Vậy kính xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhận phần nghiệp phước đức của con trao lại cho. Kính xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con. Còn người nào lỡ tạo ra ác đức thì tự mình phải thực hành như sau. Tìm cho được bài kinh sám hối mà Như Lai đã truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Sám hối liên tục trong 7 ngày. Khi mình sắp rời thế giới này, nếu không nghe thân tứ đại bị đau là tốt, miệng lúc nào cũng đọc câu nghiệp chướng bổn lai không. Đọc khi nào tánh Phật mình qua được cửa Hải Triều Dương là thành công. Còn thân mình còn đau nhưng ít, phải đem câu nhất tự thiền ra áp dụng. Bằng cách nào? Bằng cách là nói lên một tiếng thật lớn, buông. Nhờ tiếng nói lớn và bất ngờ này, nghiệp ác đeo theo người đó tự nhiên buông. Nghiệp vừa buông là tánh Phật của người đó liền được đẩy qua cửa Hải Triều Dương vào bể tánh thanh tịnh ngay. Còn vỏ bọc tánh người của người đó, nó liền được hút vào vòng luân hồi nơi thế giới này để tiếp nhận chung ấm thân khác. Vừa nghe Đức Phật dạy công thức giải thoát xong, ai ai cũng khóc và nói, lời dạy của Đức Thế Tôn chúng con chưa từng nghe. Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi, kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy, này ông Xá Lợi Phất, bởi vậy Như Lai vừa mới nói thôi là họ bỏ đi gần hết. Những người còn lại cho Như Lai bị ma ám, cho nên pháp môn này trong 1.000 người chưa chắc có người nào chịu tu. Vì sao vậy? Vì ai cũng sống bằng tánh người,
nên ham danh lợi và địa vị. Như Lai lưu ý ông bà hai phần: người thân, người nào có trách nhiệm phổ biến pháp môn giải thoát này, chú ý nhất là người thân, dù có thân đến đâu cũng không được phép dạy họ. Nếu muốn dạy người thân này, phải đợi họ năn nỉ hết lời thì mới dạy, nhưng cũng phải dè dặt. Vì sao vậy? Vì tánh người nó là như vậy. Hai, người tu trong chùa phải nhìn kỹ hai dạng người này. Họ thích cúng kiếng và thích linh thiêng, họ quá tham lam, nhất là tiền bạc. Tuyệt đối không nói cho họ biết pháp môn giải thoát này. Vì sao vậy? Vì hai loại người này, trong tánh người của họ chứa âm lực quá nhiều. Nếu nói cho họ biết, tự mình đưa dao cho họ giết mình đó. Bình thường, họ nghe phong phanh mình dạy pháp môn giải thoát là họ đã ghét rồi. Nếu công khai thừa nhận thì chắc chắn họ tìm cách giết mình ngay. Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con sự sống nơi thế giới cũng như trong tam giới này. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: này ông Xá Lợi Phất, sự sống nơi thế giới này có 5 loài sống chung. Loài người có vô số loài, loài thần có vô số loài, loài ngạ quỷ có vô số loài, loài súc sinh có vô số loài. Loài súc sinh này có 4 nơi sinh sống như sống trên mặt đất, sống dưới lòng đất, sống dưới nước, sống trên cây. Loài địa ngục có vô số loài, loài này ở 18 nơi mà nhân gian gọi là 18 tầng địa ngục. Nơi trời có 33 cõi, trời dục giới có 11 cõi, trời hữu sắc có 11 cõi, trời vô sắc có 11 cõi. Còn trong một tam giới này có đến 6 nước tịnh độ. Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, loài người ở thế giới này muốn vãng sinh đến sống các cõi nói trên thì phải làm như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: ở thế giới loài người, ai muốn luân chuyển đến các cõi trên sinh sống thì ở thế giới loài người phải làm những việc như sau. 1. Muốn vãng sinh đến cõi trời dục giới sinh sống thì ở thế giới này phải làm 2 việc như sau: làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức, ngày nào ít nhất cũng 6 lần cầu nguyện mong được vãng sinh đến cõi trời dục giới sinh sống để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với làn sóng của cõi trời dục giới này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời dục giới. 2. Muốn vãng sinh đến cõi trời hữu sắc sinh sống thì ở thế giới này phải làm 2 việc: làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức, ngày nào cũng mơ tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời hữu sắc này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời hữu sắc. 3. Muốn vãng sinh đến cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh sống thì ở thế giới này phải làm 2 việc: làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức, ngày nào cũng mơ tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ mà thanh tịnh để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương của mình tự tạo ra đó, nó tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời hữu sắc mà thanh tịnh. 4. Muốn vãng sinh đến cõi trời vô sắc mà thanh tịnh sinh sống thì ở thế giới này phải làm 2 việc: làm phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp phước đức. Khi ở thế giới này, ngày nào cũng ngồi thiền dụng công ép cho tâm mình được thanh tịnh để tạo ra làn sóng điện từ dương tương đương với cõi trời vô sắc này. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện từ dương mà mình tạo ra đó, làn sóng điện từ này tự động hút trung ấm thân của mình vào cõi trời vô sắc, rất thanh tịnh sinh sống. Trên đây là 4 nơi sống hưởng phước dương, có đến 39 cõi. Sau đây, có một cõi hưởng phước âm có 2 đường vào. Đường thứ nhất, ai muốn đến sống cõi phước âm làm thần để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người
thì phải làm hai việc như sau. Phải làm phước thiện thật nhiều để tạo phước đức. Ngày nào cũng niệm chú Đà La Ni 6 lần để tạo ra làn sóng điện tử âm tương đương với cõi thần này sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được làn sóng điện tử âm mà mình tạo ra đó, tự động nó hút chung ấm thân của mình vào cõi thần này sinh sống. Đường thứ hai, ai muốn đến sống cõi phước âm này làm thần để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người thì phải làm hai việc như sau. Phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước đức. Khi bố thí cho người khác, mình phải dạy người nhận của bố thí phải cảm ơn mình. Nếu họ không biết ơn, phải dạy la họ. Muốn quanh quẩn sống trong dòng tộc có một đường, không tin bất cứ một điều gì, chỉ biết thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, cứ lẩn quẩn trong dòng tộc để thay phiên nhau. Muốn sống với loài ngọa quỷ có một đường. Ai muốn vào sống với loài ngạ quỷ ở thế giới này cướp giật của người khác? Muốn sống với loài súc sinh có một đường. Ai muốn sống với loài súc sinh nào thì ở thế giới này sát hại loài súc sinh đó. Muốn sống với các loài ở địa ngục có một đường. Ai muốn sống với loài địa ngục thì ở thế giới này gây trọng tội. Muốn sống với cỏ cây hoa lá có đến 5 đường vào. 1. Không biết giác ngộ là gì, giải thoát là sao, cũng vì danh và tiền, đứng ra nói càng để dụ nhiều người đến nghe, mục đích là lường gạt để lấy tiền của những người ngu khờ. 2. Không phải tổ sư thiền, cũng vì đại hám danh mà tự xưng mình là tổ sư thiền. 3. Không phải thiền sư, cũng vì hám danh mà tự xưng mình là thiền sư, để dụ những người khờ dại đến cúng tiền cho mình. 4. Không hiểu các pháp môn tu của Đức Phật dạy, cũng vì danh và lợi, đứng ra dạy người khác cũng để kiếm tiền. 5. Người không biết giác ngộ giải thoát là gì, cũng vì danh và tiền, đứng ra dạy cho người khác. Ngài Xá Lợi Phất lại thư hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, lý do gì loài người bị luân hồi? Đức Phật dạy: Loài người bị luân hồi là nguyên do như sau. Trong tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Trong mỗi con người có cái tánh Phật làm nhân cho sự sống. Tánh Phật này có 5 thứ. Ý là chủ 4 thứ như thấy, nghe, nói, biết. Ý lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy. Ý lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe. Ý lúc nào cũng có rung động thật nhỏ, gọi là pháp trần. Khi ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng lưu xuất ra, tiếng này gọi là pháp. Ý lúc nào cũng biết 3 thứ, thấy, nghe, nói, nên gọi là hằng chi. Cái ý này nó được bao trong cái vỏ bọc của điện tử quang, nên Như Lai cũng như 10 phương chư Phật gọi là tánh. Mà cái đơn vị tánh này, nó có đầy khắp trong Phật giới. Mà Phật giới không có biên giới, nên Như Lai cũng như 10 phương chư Phật gọi là trùm khắp mọi nơi, để cho loài người biết sự sống của con người cũng như vạn vật. Nên Như Lai cũng như 10 phương chư Phật tạm gọi như sau: 1. Loài người có tánh người. 2. Loài trời có tánh trời. 3. Loài thần có tánh thần. 4. Loài súc sinh có tánh thú. 5. Loài cô hồn có tánh hồn. 6. Loài địa ngục có tánh ngục. Trên đây là 6 nơi có sự sống trong một tam giới. Như Lai đã nói ở trên, loài người có 16 thứ. Trong 16 thứ này có cái tưởng là mạnh nhất, nên tất cả loài người sử dụng cái tưởng này để tưởng tượng ra như sau. Tưởng tượng mình cầu xin ai đó để được giải thoát. Tưởng tượng mình lạy ai đó để được họ cho mình giải thoát. Tưởng tượng mình làm con hay làm tôi tớ cho ai đó để họ giúp mình giải thoát. Nếu nói đến cái tưởng thì không thể nào nói hết được. Cũng vì cái tưởng này mà con người bị luân hồi không ngày cùng. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai sống trong quy luật nhân quả của vật lý âm dương thì phải bị luật nhân quả vật lý âm dương cuốn hút theo dòng thành trụ hoại diệt, tức luân hồi, cũng gọi là sinh lão bệnh tử. Như Lai dạy cho các ông rõ luân hồi trong một tam giới như sau.
Trong một tam giới, loài người là trung tâm tạo phước để được hút vào các cõi cao hưởng phước, tạo ác để bị hút vào các cõi thấp để trả quả. Không tạo gì hết thì ở quanh quẩn với dòng tộc để thay phiên nhau. Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn giải thoát, vì trong chúng con có nhiều người chưa hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Các ông phải nắm cho thật vững ba căn bản, nguyên nhân luân chuyển trong vật lý âm dương như sau, thì các ông mới giải thoát được. Làm phước mà cầu mong bất cứ điều gì, khi đủ duyên sẽ được nhân quả kéo đến nơi mình muốn hưởng phước. Các ông nên nhớ, giống như mình ở thế giới này, khi mình làm có tiền cũng gọi là mình có phước. Muốn đi du lịch nơi nào, khi có đủ tiền là mình đến nơi đó vui chơi. Khi hết tiền phải trở về nhà làm việc tiếp để đi chơi nơi khác. Tạo ra ác đức phải chịu quả báo khốn khổ. Không tạo ra thiện hay ác mà muốn ở quanh quẩn nơi dòng tộc thì ở nơi đó để thay phiên nhau cũng trả nhân quả trong dòng tộc. Trên đây là ba căn bản nhân quả nơi vật lý âm dương của thế giới này. Trong các ông, ai muốn giải thoát thì phải biết công thức của nó. Công thức này có hai phần như sau: đừng dính mắc bất cứ thứ gì trong vật lý âm dương này. Phải biết tạo ra công đức. Tạo ra công đức để làm chi? Công đức chính là vật tư để tạo ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để người giải thoát ở. Cũng từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, định hình ra một vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của người đó tạo ra ở nơi thế giới loài người. Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về công đức nên trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người tu hành, làm gì có tiền mà tạo ra công đức? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Người muốn tạo ra công đức không phải có tiền mới tạo được, mà muốn tạo ra công đức phải biết hai phần như sau. Một, người có tiền, in kinh hay sách nào có chỉ dạy đến phần giải thoát, biếu cho người khác, họ thực hành đúng như trong kinh hay sách ấy chỉ dạy, là người biếu kinh hay sách đó có một phần công đức. Hai, người tu như các ông làm gì có tiền, nếu các ông muốn tạo ra công đức thì trước hết phải nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, nói lại cho người khác biết. Nếu người nghe các ông nói đó, họ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của họ là các ông đã có công đức rồi vậy. Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo lời của Đức Thế Tôn dạy, tánh Phật rất khó nhận ra, như ở hội này có đến mấy ngàn người, thế mà chỉ có con và hai vị nữa nhận được, thì làm sao các đời sau họ nhận ra được? Đức Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất, Như Lai dạy pháp môn giải thoát này là đúng hoài bão của một vị Phật dạy. Còn loài người, ai muốn nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì phải bỏ cái phàm ngã của chính mình. Khi thuần thục thì tánh Phật thanh tịnh sẽ hiện ra. Như Lai cũng dạy rõ cho các ông biết, pháp môn giải thoát này, đời thượng và trung pháp không có bao nhiêu người nhận được, mà phải đợi đến đời mạt thượng pháp trở đi mới có nhiều người nhận được. Vì sao vậy? Vì đến thời kỳ đó, pháp môn giải thoát này ở tại đất rồng có một người nữ tiếp nhận được. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có dạy trong ẩn ý, cũng nhờ người nữ này mà pháp môn giải thoát mới được phổ biến đi khắp năm châu. Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như con đã kiến tánh của con rồi, nên con nhìn thấy những gì có trong bể tánh thanh tịnh. Sau này, con hết duyên sống nơi thế giới loài người, vào sống trong bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Hiện con đang sống nơi thế giới loài người, con muốn giúp cho người khác giải thoát. Vậy người đó như thế nào con mới giúp được? Con mới giúp được họ, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất: Này ông Xá Lợi Phất, loài người đang sống do sự cuốn hút nhân quả và luân chuyển theo quy luật vật lý âm dương, nên khó có người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Nếu ông muốn giúp cho người khác tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này để giải thoát, thì ông hãy quan sát và nói chuyện với người đó, coi họ có muốn giải thoát hay không. Nếu họ muốn thì tìm cách giúp họ. Ông nên nhớ một điều là
giúp họ từ từ, chứ không nói thẳng pháp môn này. Khi nào họ nhận được hai phần sau đây thật rõ ràng, thì ông mới dạy trực tiếp giúp họ. Như Lai cũng nói cho ông biết, 100 người ông giúp họ, chỉ có từ 5 hay 10 người thực hành theo được mà thôi. Trong số đông người này, họa may có một người nhận được. Vì sao vậy? Vì loài người bị 4 cái bệnh nặng như sau: bệnh tưởng tượng, bệnh thích làm nô lệ cho người khác, bệnh ham thần quyền và sợ thần linh, bệnh không dám nhận mình có tánh Phật. Trên đây là 4 phần mà loài người sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này, nên khó có người thực hiện được. Như Lai dạy ông và đại chúng rõ, xung quanh đây, nhà thờ, đền, miếu rất nhiều. Từ sáng cho đến tối, người người tấp nập tới lui để cầu xin những vị ấy. Nhưng có ai cầu xin được điều gì không? Mà chỉ nghe những ông thầy bịa ra những chuyện linh thiêng huyền bí, dụ người khờ khạo đến nghe, để họ cúng tiền. Người nào hiểu hai phần nguyên lý sau đây thì mới dạy họ pháp tu giải thoát này. Một, tu mà dụng công thì có kết quả theo vòng luân hồi của vật lý. Hai, trực nhận một trong hai tánh, thấy hay nghe của mình và hằng sống với một trong hai tánh ấy, khi thuần thục sẽ thấy được tánh thanh tịnh của chính mình. Nhờ thấy tánh thanh tịnh này mà mình mới nhìn thấy được màn trong suốt ngăn cách giữa Phật giới và thế giới loài người, cũng như trong một tam giới. Vị nào thấy được như vậy mà biết tạo ra công đức nữa thì mới thoát ra ngoài thế giới nhân quả vật lý âm dương này được. Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất và đại chúng, pháp môn giải thoát cực kỳ khó, nên khi Như Lai vừa nói ra, có rất nhiều người bỏ đi. Nên Như Lai có dạy ông Maha Ca Diếp, ông có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền thanh tịnh để truyền lại cho ông Ananda, để ông Ananda truyền cho người kế tiếp. Pháp môn giải thoát này không được phép dạy chỗ đông người. Người nào thật sự muốn giải thoát tìm cách giúp họ. Pháp môn giải thoát này phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp ở tại đất rồng mới có người phổ biến ra. Vào thời kỳ đó sẽ có rất nhiều người biết pháp môn này, nên giải thoát mới có nhiều người thực hiện được. Đức Phật dạy thêm về giải thoát: Loài người không ai dám nhận tánh Phật của mình, mà lại thích cầu xin người khác làm tôi tớ cho người khác, lại lục người khác. Vì loài người thích ba phần nói trên, nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có ví con người giống như anh chàng cùng tử vậy. Anh chàng ta rất giàu, không biết thụ hưởng, lại đi làm thuê cho người khác. Anh chàng này quá khờ khạo như vậy, nên pháp môn giải thoát này phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao, họ có đầy đủ kiến thức về nhân sinh và vũ trụ, thì họ mới chấp nhận pháp môn giải thoát này. Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con ba câu sau cùng. Một, Đức Thế Tôn truyền bí mật thanh tịnh thiền cho sư huynh Ma Ca Diếp có ý nghĩa như thế nào? Hai, vì sao Đức Thế Tôn không cho dạy pháp môn này nơi chỗ đông người? 3. Vì sao pháp môn thanh tịnh thiền không nên dạy trong chùa? Đức Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất, Như Lai dạy ông. Câu 1. Như Lai truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Ma Ca Diếp có hai ý nghĩa như sau. 1. Như Lai xác nhận ông Ma Ca Diếp là người đã nắm được mạch nguồn thiền thanh tịnh, làm tổ thay Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này và truyền lại cho người sau. 2. Tuy là người đã được truyền bí mật thanh tịnh thiền, nhưng cũng chỉ là người mới hiểu được rõ ràng lời dạy của Như Lai về pháp môn thanh tịnh thiền này. Nói theo pháp môn này mới chỉ gọi là giác ngộ thôi, còn muốn giải thoát thì phải tự mình thực hiện. Như Lai cũng dạy cho ông biết, 100 người được truyền bí mật thanh tịnh thiền thì có 30 người trở lại tu theo pháp môn trước kia họ đã theo tu. Vì sao vậy? Vì pháp môn tu trước kia, họ tu có chính và đắc nên họ thích hơn. 30 người bị gia đình không đồng ý. Vì sao vậy?
vì người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này là pháp môn cực dương, còn sự làm và sống trong gia đình là cực âm, nên người thân trong gia đình không chịu nổi. Do đó, trong gia đình bị xáo trộn, nên họ phải bỏ tu theo pháp môn tu này. 30 người chỉ tạm dừng tu theo pháp môn này. Họ đợi khi sắp lâm chung mới tiếp tục tu. Những người này khó giải thoát được. Vì sao vậy? Vì họ thiếu công đức để vượt cửa hải triều dương. 10 người họ cương quyết tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, thì số người này chắc chắn được giải thoát. Câu 2. Pháp môn thanh tịnh thiền không được phép dạy chỗ đông người là có lý do như sau. Pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn giúp cho bất cứ ai muốn giải thoát. Nhưng trong số đông, người muốn giải thoát chỉ có một phần ngàn, đồng nghĩa 1.000 người chỉ có một người muốn giải thoát thôi. 999 người họ tu theo đạo của Như Lai họ thích, nơi nào có linh thiêng huyền bí, thích đi tìm những người có danh tiếng, thích những người giàu sang, thích những người có địa vị cao và học vấn hơn người, thích những nơi có phong cảnh đẹp. Do đó, pháp môn thanh tịnh thiền này không nói chỗ đông người được. Câu 3. Người lập ra chùa, thiền viện hoặc tu viện có đến 9 dạng người. 1. Người lập chùa để truyền bá linh thiêng cho những người ham mê linh thiêng đến cầu lợi để họ cúng tiền. Vì sao vậy? Vì trong mỗi con người, ai cũng sống bằng tần số nghiệp riêng của mình để Như Lai sử dụng Phật nhãn. 2. Người lập chùa để truyền bá mê tín dị đoan, để những người mê tín đến cúng lại, họ ở không mà cũng có tiền xài. 3. Người lập chùa để dạy nhiều người tu nghiệp phước lên cõi thanh tịnh sinh sống. 4. Người lập chùa để dạy nhiều người tu làm thần, để ngồi không ăn thực phẩm dâng cúng của người khác. 5. Người lập chùa để dạy những người khác dụng công tu tưởng, để nhìn thấy hình bóng của vị Phật, Bồ Tát hay vị nào đó. Đặc biệt, cũng có nơi dạy người khác tu tưởng để nhìn thấy các loại cô hồn và trò chuyện với các loại này để lường gạt người khờ khạo. 6. Người lập chùa để dạy người khác lý luận cho hay, để dùng lời nói hay này kiếm tiền rất dễ, không phải đi lao động mệt nhọc. 7. Người lập thiền viện để dạy người khác dụng công tu, dẹp cái vọng tưởng của tánh người. 8. Người lập tu viện để dạy người khác dụng công tu cho lòi ra Phật tánh. 8 nơi nói trên muốn tập trung bao nhiêu người cũng được. Vì sao vậy? Vì các nơi nói trên họ tu để được luân hồi, tập trung bao nhiêu cũng được. 9. Người lập ra chùa thiền tông để dạy người khác tu giác ngộ và giải thoát. Người lập ra chùa thiền tông này Như Lai có dạy 2 phần. 1. Không tập trung đông người. 2. Chỉ giúp cho vài người giác ngộ rồi thì phải lẩn tránh ngay, phải xem gương của Như Lai để dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 11, ông Tỳ Kheo Thượng Hiển Vi từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch với áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn thanh tịnh thiền này nghe qua rất dễ, xét về thực tế thì không dễ chút nào. Con đã thực hành tâm thanh tịnh nhưng nó không thanh tịnh được. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con cách nào cho tâm con tự nhiên thanh tịnh. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này Tỳ Kheo Thượng Hiển Vi, pháp môn thanh tịnh thiền này hôm nay Như Lai dạy cho đại chúng ở đây là nhiệm vụ của một vị Phật phải làm như vậy. Chứ pháp môn này, trong 1.000 người, họa may có 1 người thực hiện được. Vì sao vậy? Vì trong mỗi con người, ai cũng sống bằng tần số nghiệp riêng của mình. Để Như Lai sử dụng Phật nhãn xem ông ở tần số nào, rồi trả lời cho ông. Đức Phật nhìn thoáng qua trả lời cho Tỳ Kheo Thượng Hiển Vi. Nghiệp làm người của ông ở đời này chỉ có phước đức, chứ công đức ông chưa có. Nên đời này ông tu thanh tịnh thiền không thành công được. Nếu ông muốn giải thoát, thì từ bây giờ ông hãy cố gắng tạo ra công đức thật nhiều
thì ông mới mong giải thoát được. Nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông tỳ kheo Thượng Hiển Vi hết sức vui mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 12, ông cư sĩ Liên Trường Thịnh, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Công thức giải thoát chúng con đã thông suốt, xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Con xin trình hỏi Đức Thế Tôn hai ý như sau. Một, sao đạo của con theo tu trước kia, bảo là ai muốn lên sống với trời Thượng Đế thì hãy cầu xin Ngài, Ngài sẽ cứu giúp. Hai, sao gọi là địa ngục, sao gọi là ngục tối, hai từ này có khác nhau không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông cư sĩ Liên Trường Thịnh: Này ông cư sĩ Liên Trường Thịnh, Như Lai trả lời cho ông. Câu 1, ở thế giới loài người này, ai muốn sống bất cứ đâu đều được cả, nhưng phải tuân theo quy luật nhân quả vật lý âm dương nơi thế giới này. Như ông muốn sống nơi cõi trời do vị Thượng Đế cai quản, thì ở thế giới loài người ông phải làm hai việc như sau. Ông phải tạo ra nghiệp phước đức thật nhiều. Nghiệp phước đức của ông ở thế giới này ví như là vàng hay tiền vậy, phải liên tục cầu nguyện mong được sống nơi cõi trời này. Sự cầu nguyện liên tục đó, tức ông tự tạo ra cho mình một làn sóng điện từ âm dương tương đương với cõi trời do vị Chúa Trời Thượng Đế cai quản. Khi ông hết duyên sống nơi thế giới này, thì làn sóng điện từ âm dương do ông tự tạo ra đó, tự động nó hút ông vào cõi trời Thượng Đế sinh sống. Như Lai cũng nói cho ông rõ, ông đến sống với cõi trời Thượng Đế thì việc làm như sau. Nếu ông có khả năng cao, thì các quan phò tá Thượng Đế phân công ông làm việc theo khả năng của ông. Còn không có khả năng thì là một nhân viên thường thôi, ở thế giới này gọi là lao động phổ thông. Như Lai đưa ví dụ, như ở thế giới này, ông là một công dân thường mà muốn đến cung vua làm việc. Trước tiên, ông phải học thật giỏi, có tiền cho thật nhiều. Để chi vậy? Để có tiền làm lộ phí đến cung vua. Khi đến gặp quan giám khảo, phải biết điều với ông quan này thì mới vào cung vua làm việc được. Khi vào làm việc tại cung vua rồi, thì phải sống và làm việc đúng với phép tắc ở đây. Nếu ông vi phạm sẽ bị ngồi tù. Trên đây là ông sống ở thế giới này, còn ông sống nơi cõi trời Thượng Đế. Phép tắc ở cõi trời Thượng Đế nghiêm gấp 10 lần nơi thế giới này. Như nếu vi phạm luật trời thì bị giam vào ngục tối. Khi ông hết tuổi thọ, sống nơi cõi trời Thượng Đế thì mới được thả ra để quay trở lại thế giới loài người sống tiếp. Sau đó, ông muốn thích đi đâu nữa thì tự ông tạo nghiệp để đi. Câu 2, địa ngục là nói cõi tối tăm nơi địa cầu này là chỉ các loài sống dưới lòng đất. Ngục tối là chỉ nơi giam giữ ở cõi trời Thượng Đế, còn ở loài người gọi là nơi giam đặc biệt, không có ánh sáng mặt trời. Vị thứ 13, ông tỳ kheo Lã An Quyên, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Thế Tôn có dạy chúng con, có nhiều người đã biết công thức giải thoát rồi, nhưng sau khi lìa bỏ thế giới này mà thân vẫn còn đau nhức là lý do làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Những người này tuy họ đã biết công thức giải thoát, nhưng họ có công đức quá ít, còn phước đức và ác đức của họ quá nhiều, nên khi vượt ra ngoài luân hồi, họ bị phước đức và ác đức hai thứ này kéo lại, vì chỗ rằng co này mà xác thân họ bị đau. Nếu người này biết pháp tu nhất tự thiền thì họ chỉ làm như sau thì cơn đau sẽ hết và được giải thoát ngay. Họ chỉ nói buông. Ông tỳ kheo Lã An Quyên thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, công thức để giúp loài người được trở lại Phật giới quá dễ như vậy, cớ sao ban đầu Đức Thế Tôn không dạy chúng con mà phải đợi đến khi Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi mới dạy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con rõ. Đức Phật dạy: Này ông tỳ kheo Lã An Quyên, Như Lai đã nói nguyên lý này rồi, tuy nhiên để các ông bà được hiểu thêm, Như Lai nói rõ lại phần này. Ban đầu
Như Lai có dạy công thức này với 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu về công thức bụi trần. Chính vị này ai ai cũng nhận được tánh Phật của chính mình, còn những người khác thì không nhận được. Một vị Phật muốn cho đạo của mình tồn tại lâu dài thì phải dạy đủ 6 pháp môn. Vì sao phải dạy đủ như vậy? Vì loài người đang sống bởi sự cuốn hút nhân quả vật lý âm dương, nên 1.000 người, 500 người chỉ biết sống với dòng tộc, 400 người thích sống với thần thánh, 90 người thích sống với ma quỷ, 10 người muốn giải thoát, nhưng trong 10 người này chỉ có một người đạt được mà thôi. Vì chỗ quá ít đó mà Như Lai phải dạy 5 pháp có chứng đắc để họ thích mà đến với đạo của Như Lai dạy. Xem trong số đông này, coi có người nào muốn giải thoát không? Thành tựu trong nhân quả của 5 pháp như sau. 1. Như Lai sử dụng thân và tâm duyên hợp để quán, tưởng, cầu mong, số ít ra nhiều. 2. Sử dụng tâm duyên hợp để suy nghĩ mênh mông và nói cho hay. 3. Sử dụng tâm duyên hợp tìm hay kiếm hữu dụng trong vật chất, bán để lấy tiền. 4. Mơ tưởng hình bóng đẹp để sống với cái bóng ảo đó. 5. Niệm câu thần chú để có hiện tượng lạ. Trên đây là 5 pháp môn mà Như Lai dạy sử dụng thân và tâm duyên hợp để dụng công tu cho có kết quả theo chiều vật lý. Vì có kết quả theo chiều vật lý nên còn bị đi trong luân hồi. Mà nhiệm vụ của Như Lai dạy cho loài người biết 2 phần. 1. Giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tức hiểu biết 3 phần như sau. Phật tánh cấu tạo bằng gì? Tánh người có chi phải tường, tu so giải thoát, ra đường trầm luân. 3 phần nói trên, người tu theo đạo của Như Lai khi đã giác ngộ rồi, tiếp theo phải hiểu thêm 6 phần nữa. Thế giới loài người ra sao? Ở trong tam giới sống sao phải tường? Lục đạo là phải thông đường. Luân chuyển vật lý là đường nào đây? Loài người có tánh gì đây? Phật tánh trong đây là gì? Trên đây là 9 phần của người tu theo đạo của Như Lai phải giác ngộ. 2. Giải thoát, tức ra ngoài sự luân chuyển của nhân quả và cuốn hút của vật lý âm dương. Phần này phải thông 4 phần. Tại sao phải bị luân hồi? Muốn dứt luân hồi phải làm sao đây? Như Lai dạy rõ phần này. Chỉ cần thanh tịnh dứt dây luân hồi. Phần giải thoát này chỉ cần rõ thông 4 phần nói trên và tu theo lời dạy của Như Lai thì mới giải thoát được. Tuy rất dễ như vậy, khi Như Lai tuyên dạy 2 phần này, tại hội của Như Lai có đúng 7.630 người, tức khắc có 5.620 người đứng dậy bỏ đi, còn lại đúng 1.250 người, nhưng tất cả trong số này đều nói Như Lai bị ma ám. Như Lai nói cho các ông biết, nếu Như Lai sử dụng 3 phần sau đây, bù hào quang cho sáng rực, đọc thần chú cho cắt bay đá chảy, điều khiển cho nước sông Hằng dậy sóng, thì 5.620 người này không bỏ đi, mà họ còn rủ thêm mấy ngàn người nữa đến xem Như Lai. Nếu Như Lai làm 3 việc nói trên, thì Như Lai trở thành là một ông thần, chứ không phải là một vị Phật. Như Lai dạy cho các ông mà rõ, loài người thích linh thiêng huyền bí, cầu xin lại lục và muốn làm tôi tớ cho người khác, chứ không dám làm chủ đời mình. Vì sao vậy? Vì đỡ con người quá mơ muội nên mới làm vậy. Phải đợi đến đời mạt thượng pháp trở đi, khi loài người đã văn minh lên cao, thì họ mới hiểu nguyên lý sinh tồn của thế giới này. Như vậy, pháp môn thanh tịnh thiền của Như Lai dạy mới có nhiều người chấp nhận. Ông tỳ kheo Lã An Quyên nghe Đức Phật dạy những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 14, ngài Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, lý do gì loài người không dám nhận nơi mình có cái chân thật là Phật tánh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ưu Ba Ly, loài người không dám nhận mình có tánh Phật là có 3 nguyên do như sau. Họ thích tìm kiếm linh thiêng bên ngoài, họ thích cầu xin
và lại lục người khác. Họ không dám nhận mình có khả năng tự giải thoát. Do vậy, họ phải làm ba công việc như sau. Tìm những người nào nói hay để nghe, rồi tự nguyện làm con hay tôi tớ cho người đó. Tìm những người có thần thông để nương tựa, vì nương tựa người này nên người này sai bảo làm gì cũng phải làm. Tìm những người giàu sang, có địa vị hơn người để xin làm đệ tử, để nương danh người đó. Trên đây là ba căn bản của con người sống trong nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, nên khó có người thoát ra được. Vì không thoát ra được nên phải sống bằng cái tưởng của chính họ, nên họ làm những việc như nói trên. Tìm những người giàu sang có địa vị hơn người để xin làm đệ tử, để nương danh người đó. Trên đây là ba căn bản của con người sống trong nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, nên khó có người thoát ra được. Vì không thoát ra được nên phải sống bằng cái tưởng của chính họ, nên họ làm những việc như nói trên. Ngài Ubali lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, nơi trái đất này gọi là thế giới, Đức Thế Tôn có dạy, tuy là một thế giới nhưng nó còn nhỏ lắm, lớn hơn thế giới một chút là tam giới, tuy là một tam giới nhưng vẫn còn nhỏ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, ngoài thế giới này ra còn gọi là gì nữa? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali, trái đất mà chúng ta đang sinh sống gọi theo sự sắp xếp của Như Lai cũng như mười phương chư Phật như sau. Trái đất này gọi là Nam Diêm Phù Đề, cũng gọi là Nam Thiện Bội Châu. Nơi trái đất này có năm loài sống chung là thần, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Ngoài trái đất này ra còn có năm hành tinh cũng cấu tạo bằng tứ đại như trái đất này. Còn có 11 hành tinh cấu tạo bằng năm màu sắc của điện tử âm dương rất đậm, gọi là cõi trời dục giới. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện tử âm dương, gọi là lục quốc tịnh độ. Có 11 hành tinh cũng cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện tử âm dương, gọi là cõi trời hữu sắc. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện tử âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc. Tổng cộng 45 hành tinh như vậy mới gọi là một tam giới. 1000 tam giới gọi là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1 tỷ tam giới, gọi là trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1000 tỷ tam giới, gọi là một đại thiên thế giới. Số đại thiên thế giới này, Như Lai cũng như mười phương chư Phật nhìn thấy có hằng hà sa số không thể đếm hết được. Vì vậy, chư Phật cũng như Như Lai lấy số hạt cát của sông Hằng đem ra ví dụ và nói là có hằng hà sa số, là ý muốn nói con số không thể nào đếm hết được vậy. Ngài Ubali lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn dạy, trong một tam giới có đến 45 hành tinh. Ở thế giới này bị luân chuyển theo vật lý của điện tử âm dương. Vậy các hành tinh khác có bị luân chuyển theo vật lý điện tử âm dương không? Vì sao con hỏi như vậy? Vì đạo Bà La Môn có dạy cho đệ tử mình: Ai nghe lời dạy của quý ngài sẽ được lên cõi trời ở đời đời trên đó. Không biết có đúng như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali và đại chúng, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có dạy: Tam giới vô an du như hỏa trạch, tức trong tam giới nơi nào cũng bị lửa vô thường thiêu đốt cả. Đã là bị lửa vô thường thiêu đốt, tức còn bị trong vòng luân hồi và sức cuốn hút của điện tử âm dương. Vì vậy tam giới không nơi nào là sống đời đời cả. Ngài Ubali lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Thế Tôn có dạy chúng con, loài người khó thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện tử âm dương là vì mỗi người phải sống riêng trong pháp giới của họ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con biết pháp giới riêng của mỗi con người là gì. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali, mỗi cá thể con người đều phải sống và luân chuyển trong vòng của một tam giới,
là do tổng nghiệp của chính người đó tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động của mình. Tổng nghiệp này được lưu giữ trong cái vỏ bọc của tánh người, được điện từ âm dương bảo quản và cuốn hút luân chuyển đi trong tam giới này. Sở dĩ có tiếng pháp giới tánh là có ba nguyên do như sau. Pháp là quy luật pháp cố định trong tam giới này. Giới là giới hạn sự sống trong tam giới này. Tánh là tánh của mỗi loài sống ở mỗi nơi trong tam giới này. Như Lai dạy các ông, tất cả các tánh trong tam giới này không tánh nào thoát ra ngoài nhân quả luân hồi được. Vì sao vậy? Vì trong một tam giới, tánh của giới nào phải làm nhiệm vụ của giới đó, không ra ngoài quy luật luân hồi được. Vì vậy, con người muốn thoát ra ngoài luân chuyển của thế giới này cũng không được. Vì vậy, các ông đừng dụng công kiểu này, hành thiền kiểu nọ, mong thoát ra ngoài quy luật luân hồi vô ích. Các ông dụng công ngồi thiền như vậy, giống như các ông lấy cát mà nấu để thành cơm vậy. Các ông muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả luân hồi nơi thế giới vật lý âm dương này. Các ông phải hiểu tánh mình đang sống nơi nào trong 10 pháp giới dưới đây. Như Lai cũng dạy cho các ông biết, chỉ người đang sống với pháp giới thứ 10 mới thoát ra được. Pháp giới thứ 10, người có ý chí cao sâu, kiên trì, quyết liệt, không xem vật chất trần gian này là trọng duy nhất của người này, muốn tìm đường giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả luân hồi của vật lý trần gian này, chứ không trụ bất cứ nơi nào trong tam giới này. Dù là làm vua cõi người hay làm chúa cõi trời, một bước là phải đến đất Như Lai. Người này phải áp dụng thiền một chữ mà Như Lai đã dạy trong pháp môn thiền thanh tịnh. Người này phải có ý chí sắt đá, cương quyết, chắc chắn sẽ gặp được vị thiện tri thức chỉ đường cho. Hoặc người này may mắn đọc được vài chương cú của pháp môn thiền thanh tịnh, người đó sẽ biết giác ngộ là gì và giải thoát là sao, thì người này mới giải thoát được. Nhưng người này phải sử dụng tánh Phật của chính mình tu tập. Còn từ pháp giới thứ 9 trở xuống không cách nào giải thoát được, gồm pháp giới thứ 9. Người mang tần số pháp giới thứ 9 này thích làm những chuyện như sau: thích đi lường gạt người khác, thích bịa ra những việc không có thật để kiếm tiền, hù dọa người khác bằng những ngôn từ không ai dám hỏi, bắt người khác phải tôn kính mình. Pháp giới thứ 8. Người mang tần số pháp giới thứ 8 này thích làm những chuyện như sau: thích đi làm dưới trướng người khác, thích hưởng cổ dư thừa của người trên. Pháp giới thứ 7. Người mang tần số pháp giới thứ 7 này thích làm những chuyện như sau: thích bày biện lung tung, dụ những người ngu khờ đến đưa tiền cho mình xài. Pháp giới thứ 6. Người mang tần số thứ 6 này thích làm những chuyện như sau: thích vật chất nhiều về cho mình, thích khoe của do mình lường gạt người khác mà có, thích khoe danh với thiên hạ. Pháp giới thứ 5. Người mang tần số thứ 5 này thích làm những chuyện như sau: thích học hỏi nhiều, đem cái học hỏi của mình nói lại cho người khác nghe để kiếm tiền, thích dụ những người ngu khờ đến nghe để có danh tiếng. Pháp giới thứ 4. Người mang tần số thứ 4 này thích làm những chuyện như sau: tưởng tượng ra đủ chuyện để dụ người ngu dại đến nghe để kiếm tiền, bịa đặt ra những chuyện kỳ quái để dụ nhiều người đến để lấy tiền. Pháp giới thứ 3. Người mang tần số thứ 3 này thích làm những chuyện như sau: thích ăn chơi để thỏa mãn lòng ham muốn của mình, thích dụ người khác làm theo mình. Pháp giới thứ 2. Người mang tần số thứ 2 này thích làm những chuyện như sau: thích đi lường gạt người khác, thích người khác mời mình ăn, thích nhờ cậy người khác, không thích đi lao động. Pháp giới thứ nhất. Người mang tần số thứ nhất này thích làm những chuyện như sau: ham ăn, mê ngủ, lười biếng. Phật dạy rõ, các ông suy nghĩ xem, người sống trong quy luật nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, mỗi người mang riêng một tần số tổng nghiệp của mình. Hôm nay các ông đến núi Linh Sơn nghe Như Lai dạy đạo giải thoát, trong số đông các ông có ai muốn giải thoát đâu, mà các ông đến đây mục đích có ba phần: xem Như Lai có phát ra hào quang không, xem Như Lai
có sử dụng thần thông để cho mọi người xem không? Để về khoe với mọi người xung quanh là đã đến nghe Như Lai dạy đạo. Vì các ông bà cứ tìm kiếm chuyện bên ngoài mà không chịu tìm hiểu cái gì là chân thật của chính mình. Do vậy, chùa, nhà thờ, đền, miếu là nơi phổ biến linh thiêng, huyền bí. Các ông bà ham mê nên dính cứng vào đó. Đã dính cứng vào đó rồi, muôn đời ngàn kiếp phải luân chuyển theo sự ham muốn của mình. Chính cái ham muốn của ông bà, người khôn lanh biết điểm này nên thêu dệt thêm, tô điểm thêm để móc túi ông bà, mà ông bà không hay biết. Nói tóm lại, nguyên do chính là vì ông bà sử dụng cái tưởng của mình nhiều quá, nên bị người khác dụ dỗ, rồi tự nguyện làm con, làm tôi tớ, rồi đưa tiền cho họ xài, rồi gọi họ là sư phụ tốt. Ngài Ubali nghe Đức Phật dạy thông những câu hỏi của mình, nên ông hỏi thêm, kính bạch Đức Thế Tôn, mỗi tánh người có 16 thứ, vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con công dụng của mỗi thứ trong tánh người. Chúng con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, này ông Ubali và đại chúng, công dụng 16 thứ của tánh người như sau. 1. Thọ, tức nhận, ai nói gì cũng nhận vào tàng thức kho chứa của mình. 2. Tưởng, tức suy nghĩ tưởng ra những thứ không thật. Chính cái tưởng này, nó kéo ông bà đi đến chỗ mê tín dị đoan. Sao gọi là mê tín dị đoan? Chữ mê tín, tin lầm, tức tin không đúng sự thật. Chữ dị đoan, làm những điều kỳ cục và quái dị. Người nào có học thức một chút là đã biết chỗ này rồi, đừng nói chi là người có học thức cao. 3. Hành, suy nghĩ và hành động của mỗi người không biết đâu là đúng hay sai, vì chỗ mù quáng này mà con người ganh ghét rồi hãm hại với nhau. 4. Thức, con người có hai cái thức cũng gọi là hai cái biết. Biết thứ nhất của tánh Phật thanh tịnh nên không bị sức hút luân chuyển vật lý của điện tử âm dương kéo đi trong luân hồi. Biết thứ hai của tánh người gồm 16 thứ nên phải đi theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, gọi là sinh tử luân hồi. 5. Tài, vì con người hình thành do sắc thân tứ đại duyên hợp nên duyên hợp lại nên có hình tướng. Vì có hình tướng nên nhu cầu của nó là tiền tài. Vì vậy, con người phải làm bất cứ việc gì có nhiều tài để cung phụng cho hình tướng này. 6. Sắc, con người có sắc thân. Phái nam thì có lực dương mạnh, còn phái nữ thì có lực âm cũng rất mạnh. Nguyên lý nơi thế giới vật lý này, âm dương gặp nhau thì phải hút cứng với nhau để sinh hóa. Nhưng trong sắc thân của con người có cái tưởng là mạnh nhất. Do vậy, cái tưởng này tự nhiên phải tưởng tượng cái gì đẹp là phải đem về cho mình để thụ hưởng. 7. Danh, con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình vượt trội hơn người khác nên làm bất cứ thứ gì để vượt trội hơn người khác để có danh. 8. Thực, con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình khỏe mạnh và tươi đẹp nên tìm thức ăn và nước uống gì thơm ngon nhất để thực. 9. Thùy, con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình êm ái nên khi ngủ phải tìm nơi êm ái sang trọng để thùy. 10. Tham, con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình hưởng những gì mà sắc thân nó ham muốn nên phải tham lam những gì mà nó muốn đem về cho nó nên phải tham. 11. Sân, con người có sắc thân nên những gì nó ham muốn mà không được thì nó phải sân. 12. Si, con người có sắc thân, những gì nó ham muốn mà không được tự nhiên nó phải si. 13. Mạn, con người có sắc thân, ai cũng cho mình là hay hơn hết, mình nói ra mà người khác cãi lại, tự nhiên cái ngã mạn phát ra. 14. Nghi, con người có sắc thân và tiền của, vì sợ sắc thân mình bị người khác làm hại, tiền của mình bị mất nên nghi tất cả những người xung quanh. 15. Ác, con người có sắc thân và tiền của, sợ sắc thân mình bị người khác hãm hại, tiền của mình sợ bị mất, hay muốn lấy tiền của người khác về mình. Vì vậy, phải sinh ác với ai mà người đó nghịch với mình. 16. Kiến, chữ kiến này có hai phần. Ví dụ,
một ông A cho thế giới này là tồn tại mãi, con người có linh hồn sống mãi mãi, ông A này có kiến chấp thường. 2. Ông B cho thế giới này không tồn tại mãi mãi, con người không có linh hồn, linh hồn chỉ là duyên hợp của vật chất mới có. Khi thân tứ đại tan rã thì linh hồn cũng tan rã theo, tức linh hồn không có thật. Ông B này gọi là có kiến chấp đoạn. Như Lai dạy các ông A và ông B đều sai cả. Vì sao vậy? Vì hai ông này không biết được nguyên lý nhân quả luân hồi nơi thế giới vật lý âm dương này, nên hai người tranh cãi với nhau không ngày cùng. Ngài Ubali lại thưa hỏi nữa: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ nhiều đạo dạy, ai nghe lời và làm theo vị giáo chủ của họ thì được vị giáo chủ của họ đổ phước lên đầu. Những thầy dạy như vậy có đúng không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali, Như Lai dạy ông và đại chúng rõ, tánh của con người có đến 16 thứ. Trong 16 thứ tánh của một con người có cái tưởng và tham là mạnh nhất, nên 100 người có đến 90 người triệt để sử dụng cái tưởng và tham này. Về tưởng, họ tưởng tượng như sau: tưởng ai đó làm ra thế giới và vũ trụ này, tưởng ai đó ban phước cho mình, tưởng ai đó đem mình đến chỗ sung sướng ở, tưởng nơi này chỗ nọ rất linh thiêng, tưởng mình làm người hầu cho ai đó được người xung quanh kính nể, vân vân. Về tham, họ lại tham như sau: cầu xin ông bà nào đó sẽ được ông bà đó cho của, họ đem một đồng cúng cho ai đó sẽ thu lại được 1.000 hay 1.000.000. Vì cái tưởng và tham này nên tâm họ sinh ra khiếp sợ. Vì khiếp sợ nên khiếp sợ trước thiên nhiên, khiếp sợ nơi nào có người cho là hiền linh, khiếp sợ lời hù dọa của người khác. Vì các nguyên nhân nói trên nên không dám nhận mình có cái chân thật, không dám hỏi người lường gạt mình, không dám hỏi người đứng ra chủ trương. Vì các nguyên do nói trên nên hiện nay các ông thấy những người này quá đông là vậy. Ngài Ubali thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy căn bản chúng con tu làm sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali và đại chúng, các ông phải hiểu hai phần căn bản như sau thì mới tu giải thoát được. Một, thân của các ông bà là do tứ đại duyên hợp lại mới có, gọi là sắc thân. Hai, trong sắc thân của ông bà có bốn phần. Phật tánh là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện tử quang. Trong Phật tánh có cái ý là chủ. Ông chủ này lúc nào cũng hằng thấy, nghe, rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng, nên gọi là pháp và biết. Phật tánh này ở nơi trung tâm não bộ để điều khiển sắc thân. Chính Phật tánh này là sự sống của các ông bà đó. Bao bọc Phật tánh của ông bà là tánh của con người, mà tánh của con người có đến 16 thứ bao quanh, gồm có thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Bao phủ bên ngoài tánh người có đến 84.000 cái bong bóng ảo giác nữa. Cái bong bóng ảo giác này do đâu mà có? Nó là do sự luân chuyển của điện tử âm dương co bóp tánh người liên tục, nên 16 thứ của tánh người mới phát sinh ra cái ảo giác bong bóng này. Điện tử âm dương có bổn phận như sau: điện tử âm hút cứng vật thể lại, điện tử dương đẩy vật thể không cho va chạm với nhau. Điện tử âm dương này lúc nào cũng xoay chiều trái ngược nhau. Lớn lao là điều hành càn khôn vũ trụ, nhỏ hơn là điều hành tam thiên đại thiên thế giới, nhỏ hơn nữa là điều hành trung thiên thế giới, nhỏ hơn nữa là điều hành tiểu thiên thế giới, còn nhỏ hơn nữa là điều hành tam giới, nhỏ hơn nữa là điều hành thế giới này, nhỏ hơn nữa là điều hành biển, núi non, sông, hồ, loài người và vạn vật, còn nhỏ nhất là điều hành vi trần. Sắc thân của ông bà cũng như vạn vật là do tổng nghiệp tích tụ lại mà hình thành ra sắc thân.
tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước. Trong tổng nghiệp này, từng tế bào là phi biệt nghiệp. Như Lai nói cho các ông bà rõ, cấu tạo hành tinh cũng như cá thể của ông bà, nó là như vậy. Ông bà muốn giải thoát thì phải hiểu thật rõ bốn phần nói trên. Ở thế giới nhân quả vật lý âm dương này, mà ông bà sử dụng bất cứ thứ gì trong thân và tâm vật lý của ông bà để mong thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả vật lý âm dương thì không thể được. Vì sao vậy? Vì điều hành nhân quả luân hồi của vật lý âm dương, nó tự nhiên là như vậy, không ai có thể phá vỡ được. Các ông bà muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương, duy nhất, các ông bà đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong nhân quả vật lý âm dương là đủ. Vì sao Như Lai dạy như vậy? Các ông bà có mặt ra đây là do tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra được lưu trong vỏ bọc tánh người, do nhân quả vật lý âm dương kéo luân chuyển đi. Làm sao cho hết nghiệp? Cái nghiệp này là do cái tưởng của ông bà tạo ra. Cái tưởng này là do sức co bóp của quả tim mới có tưởng tượng phát ra. Quả tim co bóp được là nhờ điện tử âm dương luân chuyển. Như Lai dạy các ông bà biết nguyên lý. Như Lai dạy các ông bà biết nguyên lý của cái tưởng tượng tạo nghiệp này. Nếu ông bà không muốn tạo nghiệp, duy nhất phải làm như sau. Một, quả tim co bóp tưởng tượng phát ra. Tưởng tượng phát ra kệ nó, ông bà thấy biết cứ thấy biết, để những cái tưởng tượng đi theo dòng luân hồi của nó. Khi tập thuần thục được như vậy, tự nhiên tánh Phật thanh tịnh của ông bà sẽ hiện ra. Đừng mừng, cứ tự nhiên sống với cái thanh tịnh này. Như Lai dạy các ông bà rõ, ai tập sống được như vậy, dòng nghiệp lành hay dữ mà ông bà đã tạo ra từ nhiều đời trước lần lần tan mất. Hai, ông bà muốn thoát ra ngoài vòng sinh tử này thì phải biết tạo ra công đức. Tạo ra bằng cách nào? Bằng cách là dạy cho người khác biết công đức này, hoặc viết ra lời diệu pháp này tặng cho người muốn giải thoát đọc. Nếu người này tập được thành công thì ông bà có công đức thật lớn. Người nào biết công thức giải thoát này mà luôn thực hành thì có ba cái lợi: không mê tín, không tạo nghiệp lành hay dữ, không bị người khác lừa mình. Nhờ vậy mà cuộc đời rất an nhàn. Ngài Ubali lại hỏi tiếp: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con ba câu nữa. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Một, lý do gì mà huynh đệ chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu giải thoát, họ lại bỏ đi? Hai, tại sao ở các cõi trời có hai danh gọi, một là tiên, hai là trời? Ba, pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích mà lại thích quỳ lạy và cầu xin người khác? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: này ông Ubali và đại chúng, Như Lai dạy ông và đại chúng. Câu một, pháp môn thiền thanh tịnh là pháp môn cực dương, tức cực mạnh, đưa con người vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương trần gian này. Mà con người, ai ai cũng bị sức hút cực mạnh của nó cả. Do vậy, những người này vừa nghe Như Lai dạy, ai muốn tu giải thoát, phải lìa bỏ tất cả các pháp môn tu có dụng công, có kết quả theo chiều vật lý. Vừa nghe nói như vậy, có trên 3/4 người bỏ đi. Vì sao họ bỏ đi? Vì họ là những người bị sức hút quá mạnh của vật lý âm dương, không chịu nổi nên phải bỏ đi. Như Lai trả lời câu thứ hai: tất cả những người sống ở các hành tinh phải gọi như sau. Một, ở các hành tinh loài trời ở gọi là tánh trời. Hai, ở các hành tinh loài tiên ở gọi là tánh tiên. Ba, ở các hành tinh do tứ đại duyên hợp lại gồm có 5 loài ở gọi như sau. Loài thần gọi là tánh thần, loài người gọi là tánh người, loài cô hồn gọi là tánh hồn, loài súc sinh gọi là tánh thú, loài địa ngục gọi là tánh ngục. Vì sao phải gọi như vậy? Vì loài nào có tánh riêng của loài đó. Câu thứ ba, loài người không dám nhìn nhận sự thật là vì họ bị như sau. Vì nhiều đời trước họ bị dính cứng vào thần thánh, nên tàng thức của họ chứa đầy nghiệp thần thánh này rồi, không khi nào thoát ra được. Như Lai ví dụ như sau: như chất kết dính, bị kết dính lâu năm rồi, nó chết cứng trong đó, nên khó có ai phá vỡ được. Ngài Ubali nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 15, ông tỷ kheo Châu Lợi,
từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, chịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay trình thưa hỏi rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, qua lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng con đã biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này rồi. Tu thanh tịnh thiền là không tu gì hết, mà chúng con chỉ dừng lại tất cả những chuyện của thế gian này, tức không suy nghĩ chuyện gì, nên những chông gai suy nghĩ của con không hiện ra. Do vậy, điện tử âm dương đang duy trì và quét cái suy nghĩ của con, đến nơi con suy nghĩ, nó không quét được. Con tập được thuần thục là con không bị luân hồi nữa. Đức Phật khen, rất phải. Đức Phật liền bảo ông Châu Lợi, đâu, ông nói cho Như Lai và đại chúng nghe rõ thêm, để Như Lai ấn chứng cho ông. Ông Châu Lợi liền trình thưa cùng Đức Phật và những vị có mặt. Kính bạch Đức Thế Tôn, theo sự hiểu biết của con, đầu tiên ý của con nằm trong vỏ bọc của tánh, mà tánh của con lại nằm trong bể tánh thanh tịnh, vì ý của con tò mò vào trong thế giới loài người xem thử. Bất ngờ, bị điện từ âm dương đang duy trì và điều hành thế giới này hút vào, nên bị luân hồi trong tam giới này. Trong thân tứ đại của con, người có cái tánh người, trong tánh người có cái tưởng là mạnh nhất, nên con sử dụng cái tưởng của tánh người để tìm lối thoát ra ngoài thân tứ đại, nhưng không được. Vì sao không được? Vì trong vật lý thế giới này, suy nghĩ hay hành động gì đều là theo quy luật nhân quả và luân chuyển, nên phải trôi theo dòng luân hồi, không cách nào thoát ra ngoài được. Trong chúng con, ai cũng muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, nhưng không biết phải làm sao, nên chúng con sử dụng cái tưởng của tánh người làm những việc như sau: làm phước thiện thật nhiều để mong có vị nào đó giúp chúng con thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người để trở về Phật giới. Không ngờ chúng con làm phước thiện thật nhiều, tự chúng con tạo ra làn sóng nghiệp điện từ dương. Chính cái nghiệp của điện từ dương này đưa chúng con đến nơi tốt đẹp để hưởng. Còn trong chúng con, ai làm ác, tức tạo ra làn sóng nghiệp ác âm, khi hết tuổi thọ, thì làn sóng nghiệp ác âm này tự động kéo chúng con xuống chỗ âm u đen tối để trả quả mà chúng con đã tạo ra. Từ vô lượng kiếp trước, chúng con đã làm như vậy. Cái ngu dốt của chúng con là cứ đi cầu xin và lạy lục những người cũng bị luân hồi như chúng con, mong họ giúp chúng con được giải thoát. Nếu nói chúng con ngu thì cũng chưa đúng lắm, mà phải nói chúng con là kẻ đại ngu thì mới phải. Còn trong chúng con, ai làm ác tức tạo ra làn sóng nghiệp ác âm, khi hết tuổi thọ thì làn sóng nghiệp ác âm này tự động kéo chúng con xuống chỗ âm u đen tối để trả quả mà chúng con đã tạo ra. Từ vô lượng kiếp trước, chúng con đã làm như vậy. Cái ngu dốt của chúng con là cứ đi cầu xin và lại lục những người cũng bị luân hồi như chúng con, mong họ giúp chúng con được giải thoát. Nếu nói chúng con ngu thì cũng chưa đúng lắm, mà phải nói chúng con là kẻ đại ngu thì mới phải. Hôm nay chúng con mới biết rằng người mà chúng con cầu khẩn đó còn rốt hơn chúng con gấp trăm lần, thì làm sao họ giúp chúng con được? Cũng vì chúng con quá tham lam và mê muội nên ngày đêm làm như vậy. Hôm nay chúng con nghe Đức Thế Tôn phân tích quy luật nhân quả trong vật lý thế giới này, nên chúng con đã rõ thông. Vậy chúng con kính trình lên Đức Thế Tôn sự hiểu biết của chúng con như sau: một, trong chúng con ai muốn giải thoát thì đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý thế giới này, tức không dính mắc. 2. Phải học hỏi cho biết hai phần. Phần 1, tánh Phật là có những chi? Phần 2, tánh người 16 thứ là gì? Khi biết rõ được hai phần này rồi, người nào muốn luân hồi thì sống với tánh người, người nào muốn giải thoát thì phải sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình, và biết tạo ra công đức nữa thì chắc chắn được giải thoát. Đức Phật khen ông Châu Lợi trình bày rất đúng và hỏi ông: Này ông Châu Lợi, rất đơn giản như vậy, tại sao các ông không thực hiện được? Ông Châu Lợi trình với Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn dạy rõ nên chúng con mới biết. Trước đây chúng con sống với tánh người của chúng con, vì chúng con sử dụng cái tưởng và tham nên phát sinh cái sợ, cũng vì sợ này mà bị những người khôn lanh lừa chúng con, nên chúng con nghe theo, nên họ lừa chúng con rất dễ dàng. Chúng con đã trải qua quá nhiều đời như vậy,
đồng nghĩa chúng con sống hoàn toàn trong bóng tối, nên cứ cắm đầu vào chỗ ngu mê này, nên không biết lối thoát ra. Đức Phật lại hỏi ông Châu Lợi: Hôm nay các ông đã biết pháp dừng của Như Lai dạy, vậy các ông có dừng ngay lại được không? Ông Tỳ Kheo Châu Lợi trình thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không dừng ngay lại được. Vì sao các ông không dừng ngay lại được? Đức Phật hỏi. Ông Tỳ Kheo Châu Lợi trình thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, dòng đời của chúng con khi sinh ra rồi mất đi giống như là một cỗ xe vậy, mà cỗ xe của chúng con nó dài vô tận nên không thể nào dừng ngay lại được, mà chúng con phải tập dừng từ từ. Khi nào dòng xe của chúng con dừng lại, chúng con muốn bỏ lúc nào cũng được. Đức Phật khen: Rất phải. Đức Phật liền ngó sang ông Ananda căn dặn: Này ông Ananda, ông hãy nhớ rõ lời trình thưa của ông Châu Lợi, xem đây là căn bản của pháp môn tu thanh tịnh thiền mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Ông Ananda vâng lời Đức Phật. Nhân cơ hội này, ông đầy đủ lễ nghi trình thưa hỏi thêm về pháp môn thanh tịnh thiền này. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin góp ý về pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Nếu phải, con xin biên soạn lại, kính xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con, để sau này con trình với những vị kết tập lời dạy của Đức Thế Tôn cho đúng. Đức Phật bảo ông Ananda: Ông hãy trình xem. Ông Ananda trình thưa cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Phật tánh vào nơi thế giới loài người, thế giới loài người là nơi luân chuyển do điện tử âm dương điều hành. Điện tử âm dương là loại điện tử luân chuyển có hai chiều, hút vào là âm, đẩy ra là dương, phải qua trái là dương, trái qua phải là âm. Điện tử âm dương này xoay chuyển không thể nào nói hết được, nhưng nguyên lý của nó là hai chiều và đa quay trong thế giới loài người nói riêng, còn trong một tam giới là nói hẹp, khắp trong càn khôn vũ trụ này là nói trùm khắp. Người nào nghe lời dạy của Đức Thế Tôn mà thông suốt thì mới gọi là giác ngộ thôi. Còn muốn giải thoát thì phải tự mình thực hiện, chứ không ai giúp được. Người tu theo đạo của Đức Thế Tôn phải nắm cho thật vững hai căn bản sau đây thì không bị sai và cũng không bị ai lừa mình. 1. Phải rõ thông 5 thứ của tánh Phật. 2. Phải rõ thông 16 thứ của tánh người. Người tu muốn giác ngộ và giải thoát phải hiểu hai phần nói trên thì mới tu đúng được. Còn ai nói cái gì cũng tin là tin tà bậy đó. Đức Phật khen ông Ananda: Này ông Ananda, lời trình bày của ông rất phải. Ông cố gắng nhận tánh Phật thanh tịnh của ông, thì sau này ông Mahakasyap sẽ truyền bí mật thanh tịnh thiền lại cho làm tổ đời thứ hai. Đức Phật bảo ông Ananda: Ông hãy nói sự cuốn hút vật lý của thế giới này và 16 thứ của tánh người để cho đại chúng nghe. Nếu đúng, Như Lai sẽ ấn chứng cho. Ông Ananda trình thưa cùng Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, quy luật trong thế giới loài người này có hai phần. Phần tứ đại, nó luân chuyển theo sự cuốn hút của điện tử âm dương. Phần tánh người, nó luân chuyển theo sự mong muốn của con người. Con xin phân tích 16 thứ của tánh người. Thọ, tốt xấu gì cũng nhận lấy, gọi là thọ nhận. Tưởng, chính cái tưởng này mà con người tưởng tượng ra không biết bao nhiêu chuyện, chủ yếu là để lường gạt lấy tiền người khờ dại, như tưởng ông bà nào đó sinh ra thứ này, làm ra thứ kia, tưởng chỗ nào đó không làm cũng có ăn, không làm cũng có mặc. Tưởng chỗ này linh thiêng, chỗ kia huyền bí. Tưởng mình cầu xin ai đó, họ sẽ ban lộc cho phước. Tưởng mình làm người hầu kẻ hạ cho ai đó, sẽ được hưởng sung sướng, có uy với người xung quanh. Tưởng mình phải ở làm sao cho thiên hạ kính nể. Tưởng mình phải ăn mặc làm sao cho họ phải trầm trồ khen ngợi. Tưởng mình phải sống làm sao cho có đẳng cấp. Nếu nói đến tưởng này, không thể nào nói hết được, vì các cái tưởng này, ai đó có chức có quyền mà bị mất không thể nào chịu nổi, nên cố bám, như đang ở địa vị giàu sang, bất ngờ bị nghèo khó, không thể nào chịu nổi, nên tự vẫn, vân vân. Hành, nơi thế giới này, hành là do điện tử âm dương cuốn hút nên có hành và sinh ra thiên hình vạn trạng không tính hết được. Thức là biết, biết của Phật tánh là cái biết chân thật, cái biết của tánh người là cái biết suy nghĩ nên không đúng sự thật. Tài, con người mang thân tứ đại nên thích sung sướng nên phải tham tài để lo cho nó,
sắc. Con người mang thân tứ đại nên nó ham sắc đẹp, danh. Con người mang thân tứ đại nên nó rất thích danh, thực. Con người mang thân tứ đại nên nó thích thực ngon, thùy. Con người mang thân tứ đại nên nó thích thùy chỗ sang trọng, tham. Con người mang thân tứ đại nên nó phải tham vật chất nhiều về cho nó, sân. Con người mang thân tứ đại nên ai đụng đến nó là nó sân lên, si. Con người mang thân tứ đại, cái gì nó muốn mà không được là nó phải si, mạn. Con người mang thân tứ đại, nếu ai phản bác lời nói của nó thì cái ngã mạn của nó sinh ra, nghi. Con người có thân tứ đại nên lúc nào cũng nghi người chung quanh, sợ những người này cướp lấy tài sản của nó, ác. Con người mang thân tứ đại để cung phụng cho thân tứ đại nên sinh ra ác, cướp lấy của người khác, kiến. Con người mang thân tứ đại, ai cũng cho kiến thức của mình là hay hơn hết. Ông Ananda giải trình 16 thứ của tánh người cho Đức Phật và đại chúng nghe. Đức Phật có lời khen như sau: quả thật, ông có lời giải trình thật là chính xác. Vậy Như Lai ấn chứng cho ông giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền. Ông Ananda hết sức vui mừng, lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 16, ông Tỳ Kheo Bạt Câu Ra, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, như ông Ananda vừa trình bày 16 thứ chấp của tánh người, chúng con đã hiểu. Còn phần giải thoát, chúng con phải làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật liền nhìn sang ông Duy Ma Cật và nói với ông rằng: này cư sĩ Duy Ma Cật, hôm nay có ông ở đây. Ông từng thưa trình với Như Lai về chỗ ông biết đường giải thoát. Nay Như Lai ủy nhiệm cho ông trả lời câu hỏi của ông Tỳ Kheo Bạt Câu Ra. Ông Duy Ma Cật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật lễ lạy, rồi quay xuống đại chúng nói như sau: kính thưa ông Tỳ Kheo Bạt Câu Ra và đại chúng, tôi là một cư sĩ theo khuôn phép trong giáo đoàn đạo giác ngộ của Đức Phật. Một cư sĩ như tôi không thể nào đứng trước quý vị là những vị tỳ kheo mà nói pháp môn giải thoát được. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã ủy nhiệm tôi nói công thức giải thoát này, vì vậy trước tôi kính lạy tạ Đức Thế Tôn, sau tôi xin phép quý vị là tỳ kheo xin nói công thức pháp môn giải thoát này. Ban đầu Như Lai dạy nhóm 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Như Lai về pháp môn giải thoát này. Pháp môn này Như Lai gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Các vị này đã nhận được ý sâu màu nên Như Lai cũng đã ấn chứng cho 9 vị này sau được giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. Vì vậy, quý vị này có đầy đủ tư cách đứng trong hàng ngũ giáo đoàn đạo giác ngộ. Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này tu như sau: như trình bày của ông Ananda, tánh Phật bị tánh người bao phủ lại. Do đó, khi thấy, nghe, nói và biết của ý nằm trong tánh Phật phải xuyên qua 16 thứ của tánh người, mà bên ngoài cùng của tánh người lại bị bao phủ thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác của điện tử âm dương nữa. Cho nên, khi tánh Phật thấy, nghe, nói và biết không còn trung thực được mà phải xuyên qua các thứ của tánh người. Tánh người có hai chiều, chiều dương gọi là phước đức, đi lên hưởng phước. Chiều âm gọi là ác đức, đi xuống để trả quả ác mà người đó tự tạo ra. Đức Thế Tôn dạy, hai chiều này không sử dụng mà chỉ sử dụng đường chung mà thôi. Đường chung là đường nào? Là đường không thiện cũng không ác. Tôi xin hướng dẫn như sau: nếu tạo phước đức, tức tự mình tạo ra nghiệp phước đức. Vì vậy, khi hết duyên sống nơi thế giới này thì nghiệp phước đức kéo mình đến chỗ vui chơi hưởng phước. Khi hưởng hết phước thì phải trở lại loài người sống tiếp để tạo ra những thứ khác. Chỗ này Đức Thế Tôn dạy gọi là luân hồi chiều dương. Nếu tạo ra ác đức, tức tự mình tạo ra nghiệp ác đức. Vì vậy,
khi hết duyên sống nơi thế giới này, thì nghiệp ác đức kéo mình đến nơi ác đức mà mình đã tạo ra để trả quả. Khi nào trả hết quả ác thì mới được trở lại làm người để tạo ra nghiệp khác. Còn quý vị muốn giải thoát thì phải đi trên con đường trung đạo. Đường trung đạo là đường nào? Là con đường không thiện cũng không ác. Con đường này phải đi làm sao? Đi trên con đường này có 4 phần. Phần 1, phải sử dụng ý trong Phật tánh thanh tịnh của mình để thấy, nghe, nói và biết. Phần 2, khi được thành công rồi, phải tìm người nào thích giải thoát, cố gắng giúp họ. Khi họ thực hành được là mình có một phần công đức, hoặc mình viết ra cho nhiều người đọc. Một người hiểu là mình có một phần công đức, nhiều người hiểu là mình có nhiều công đức, vô số người hiểu là mình có vô lượng công đức. Phần 3, công đức để làm gì? Công đức là thứ vật tư để khi Phật tánh của mình vào trong Phật giới. Số công đức này được điện từ quang đang duy trì trong Phật giới chiếu vào. Số công đức này biến thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng liền khi đó, số công đức này định hình ra một vị Phật. Vị Phật này có màu sắc vàng ánh sáng nên được gọi là kim thân Phật. Vị Phật này có màu sắc vàng sáng ánh nên được gọi là kim thân Phật. Phật tánh có một kim thân Phật nên ẩn vào làm sự sống. Tức khắc một vị Phật được ra đời. Còn một vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của vị đó tạo ra. Ông tỳ kheo Bạc Câu Ra trình hỏi thêm: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con thêm 2 câu nữa. Tại sao con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường? Sao ai cũng ham? Điện từ quang và điện từ âm dương khác nhau chỗ nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 2 câu này Đức Phật dạy. Câu 1: Này ông tỳ kheo Bạc Câu Ra, con người ai cũng biết cuộc đời là vô thường, nhưng vì tánh của con người có đến 16 thứ mà con người sử dụng cái tưởng và tham nhiều nhất nên phát sinh ra cái sợ. Vì cái sợ này mà con người sinh ra ngu muội. Vì ngu muội nên ai nói đúng tưởng, tham và sợ của mình là tin liền. Vì con người sử dụng cái tham quá mức nên có nhiều thầy 80-90 tuổi rồi ngồi xe lăn hoặc nằm như thực vật, mà nghe người giàu sang đến cũng bắt đệ tử đẩy hay khiêng ra phòng khách để nhận tiền cúng của những người giàu sang này. Như Lai cũng báo cho các ông biết, các thầy này đã biết mình sắp làm hoa báo rồi mà cũng chưa chịu dừng cái tham của mình lại. Vì cái quá tham này mà loài người không nhớ đến Phật tánh của chính mình nên không cần giải thoát. Câu 2, điện từ quang khác với điện từ âm dương như sau. Điện từ quang, loại điện từ chỉ có rung động và vang ra, nên nhiệm vụ của nó đưa tiếng nói đi xa, đưa cái thấy đến chỗ nó thấy, thu tiếng từ xa đến gần, đưa cái biết đến chỗ nó biết. Vì điện từ này không có âm dương, tức không có đối đãi, nên không sinh hóa. Điện từ âm dương, loại điện từ có 2 cực âm và dương, nên nó tự sinh hóa như sau. Âm dương gặp nhau là sinh hóa như sinh ra con, thiên hình, vạn trạng, sinh ra hơn thua, vì hơn thua nên tranh giành, chém giết với nhau, vân vân. Cũng vì có âm dương nên có đực và cái, vì có đực và cái nên mới sinh hóa được. Ông tỳ kheo Bạc Câu Ra và đại chúng nghe Đức Phật và ông Duy Ma Cật giải thích đến đây, ai ai cũng thông hiểu pháp môn tu giải thoát. Mọi người lạy tạ Đức Phật và cảm ơn ông Duy Ma Cật. Vị thứ 17, ông cư sĩ Phùng Quang Trấn từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn thanh tịnh thiền đơn giản như vậy, cớ sao không ai biết mà thực hành? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật lại nhờ ông Duy Ma Cật giải thích tiếp. Ông Duy Ma Cật giải thích: Vì chúng sinh đã ở trong tam giới này quá lâu nên bị sức hút nhân quả vật lý âm dương bám vào quá cứng, khó mà vượt ra được. Vì chỗ bị nhiễm quá lâu và quá cứng đó nên mọi người nghe Đức Thế Tôn tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền này bỏ đi gần hết, còn người ở lại nghe
cho Đức Thế Tôn bị ma ám nên phản bác ngay. Vì sao những người này họ nói như vậy? Vì trong mỗi con người ấy bị vật chất nơi thế giới này bao phủ quá dày, nên nghe Đức Thế Tôn tuyên dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền là không được dụng công và phải vô trụ với vật chất, nên họ không chịu nổi. Vì chỗ trái với sự hiểu biết của họ, nên họ bảo Như Lai bị ma ám. Vì quá khó này, nên Đức Thế Tôn có dạy ông Mahakasyap là người dẫn mạch nguồn thiền thanh tịnh, không được nói chỗ đông người, mà phải lựa người nào muốn giải thoát mới dạy. Ông cư sĩ Phùng Quang Trấn nghe ông Duy Ma Cật giải thích quá rõ ràng, hết sức vui mừng, cảm ơn và lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 18, ông cư sĩ Thường Mạnh Hiền, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, chắp tay quỳ gối trình thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy nơi thế giới này có mấy pháp môn tu, mỗi pháp môn tu thành tựu như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông cư sĩ Thường Mạnh Hiền: Này ông cư sĩ Thường Mạnh Hiền, Như Lai dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu. Như Lai sẽ dạy ông và đại chúng về thành tựu của mỗi pháp môn như: 1. Dụng công ngồi thiền, quán tưởng để tưởng tượng vật nhỏ ra lớn. Pháp môn này phải ngồi trong phòng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu thừa. Pháp môn này Như Lai dạy ban đầu nên gọi là nguyên thủy. Các thầy đem về phương Nam nước ta truyền bá nên gọi là Nam truyền. 2. Dụng công ngồi thiền ép cho tâm vật lý thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi, có những vần thơ từ trong tâm duyên hợp của vật lý chảy ra rất hay. Để giúp cho người nào thích lý luận, họ đem lý luận này ra để chinh phục người khác. Pháp môn này Như Lai dạy thứ 2 nên gọi là trung thừa. 3. Dụng công ngồi thiền, nghi tìm hay kiếm hữu dụng của vật, chất nhỏ như là vi trần, lớn lao như là hành tinh. Vì pháp môn này mênh mông như vậy nên gọi là đại thừa. 4. Dụng công ngồi thiền, mơ tưởng đến nước tịnh độ sinh sống để hưởng cảnh đẹp ở cõi này. 5. Dụng công ngồi thiền, niệm câu thần chú để khiến cho vật chất để trước mặt di chuyển đi nơi khác, hoặc tích điện từ âm dương vào thân và tâm duyên hợp của tứ đại mình, làm thầy trị bệnh đau nhức cho người khác. Vì niệm câu thần chú có linh nghiệm như vậy nên gọi là mật chú tông. 6. Pháp môn thanh tịnh thiền này không dụng công như 5 pháp môn nói trên, mà chỉ để tâm tự nhiên thanh tịnh khi thuần thục nhận được rõ ràng 4 thứ. 1. Tự nhiên thân và tâm vật lý của mình như không có. 2. Thấy màn nước mênh mông trong suốt. 3. Nghe mà không cần tai của thân. 4. Thấy được hoạt động của chư Phật bên kia màn trong suốt, gọi là Phật giới. Trên đây là căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền. Mục đích của pháp môn này là giúp cho loài người, ai muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương để trở về bể tánh thanh tịnh sống. Đức Phật dạy thêm, các pháp môn Như Lai dạy không bỏ pháp môn nào cả, mà tùy theo người thích. Nếu tu mà muốn được thành tựu trong vật lý thì chọn pháp môn từ 1 đến 5. Còn tu muốn giác ngộ và giải thoát thì chọn pháp môn số 6 là Như Lai thanh tịnh thiền. Như Lai dạy các ông, pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này không có bao nhiêu người thực hiện được. Nếu Như Lai dạy pháp môn này không, thì đạo của Như Lai sẽ không tồn tại nơi thế giới này được. Vì vậy, Như Lai phải dạy đủ 6 pháp môn để tìm trong số đông người này coi có ai muốn giải thoát không. Ông cư sĩ Thường Mạnh Hiền nghe Đức Phật giải thích câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, cảm ơn lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 19, ông cư sĩ Lập Kiến Xanh, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có dạy chi kiến lập chi
tức vô minh bổn, chi kiến bất lập chi, tức tánh niết bàn. Kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con hiểu, chúng con xin cảm ơn. Đức Phật nhờ ông Duy Ma Cật giải tiếp. Ông Duy Ma Cật giải như sau: thấy, biết mà hằng ở trong thanh tịnh là cái thấy biết của ý trong Phật tánh. Thấy, biết mà sử dụng cái suy nghĩ của tánh người để thấy biết là thấy biết của luân hồi, tức thấy biết của vô minh. Ông cư sĩ Lập Kiến Sanh nghe ông Duy Ma Cật giải thích quá rõ, ông vui mừng cảm ơn ông Duy Ma Cật và lạy tạ Đức Phật. Đức Phật nghe ông Duy Ma Cật giải thích rõ như vậy nên có lời khen ông và nói với đại chúng: sau này các ông bà có thắc mắc điều gì, hãy hỏi ông Duy Ma Cật này. Ông Duy Ma Cật được Đức Phật khen và có lời căn dặn những vị cư sĩ đến hỏi mình. Ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật và đảnh lễ rồi lui ra. Vị thứ 20, ông cư sĩ Thân Thể Chí Phương từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay thưa hỏi Đức Phật hai câu. Một, kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền mà ông Duy Ma Cật vừa trình bày trước Đức Thế Tôn và chúng con xong, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này các đời sau có được nhiều người tu theo không? Hai, hiện nay chúng con thấy có rất nhiều đạo giáo hay tu, đạo nào cũng nói là đạo mình hay, đạo mình cao nhất. Vậy kính xin Đức Thế Tôn phân tích cho chúng con biết, tìm hiểu như thế nào để biết nguyên lý chân thật. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông Thân Thể Chí Phương. Câu 1. Này ông Thân Thể Chí Phương, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này mới nghe rất đơn giản, coi như rất dễ tu, nhưng xét nơi thế giới vật lý này, có ít người thực hành được. Vì sao ít người thực hành được? Vì loài người đang sống trong sức hút cực mạnh của nhân quả vật lý âm dương. Họ chưa biết ngoài sức hút của vật lý điện tử âm dương là gì. Do đó, họ không thể nào biết được sự thật trong càn khôn vũ trụ này. Vì chỗ không biết đó, nên họ sử dụng trí óc tưởng tượng của chính họ để dạy cho người khác thì làm sao đúng được. Vì chỗ này, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền khó có người biết, không biết thì làm sao tu. Nếu có biết đi nữa thì cũng không dám tu. Vì sao? Vì có hai nguyên nhân. Một, con người đang sống trong sức hút cực mạnh của nhân quả vật lý. Vật lý là do điện tử âm dương kéo đi luân chuyển. Hai, xung quanh họ có rất nhiều người bịa ra chuyện thần, thánh, ma quỷ để hù dọa nữa, thì đầu óc loài người đâu còn biết được chân thật nơi thế giới này. Do vậy, pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này phải đợi khi loài người văn minh lên cao thì mới có nhiều người tu. Câu 2. Câu này ông hỏi đạo nào cao, đạo nào thấp là bị sai. Vì sao bị sai? Vì tất cả những gì luân chuyển nơi thế giới này đều tuân theo quy luật của vật lý cả, cũng có nghĩa là theo luật nhân duyên và nhân quả, chứ không có đạo nào cao hay thấp, mà chỉ có đạo tu để được giác ngộ rồi giải thoát, hoặc tu để được đi trong lục đạo luân hồi mà thôi. Ông Thân Thể Chí Phương trình thưa hỏi tiếp: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao loài người không chịu tìm hiểu lẽ thật để tu mà lại thích tu để được luân hồi? Đức Thế Tôn dạy: vì loài người bị bốn căn bệnh nặng như sau: run sợ trước thiên nhiên, người khôn lanh thích lừa bịp người khờ khạo, người khờ khạo thích linh thiêng và huyền bí, người khờ khạo thích làm nô lệ cho người khác. Ông nghĩ xem, loài người bị bốn thứ bệnh nói trên thì làm sao có kiến thức để hỏi những lý lẽ chân thật được, chứ đừng nói chi đến tu. Ông Thân Thể Chí Phương lại thưa hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy sau khi Như Lai diệt độ, ông Mahakasyap là vị tiếp nhận bí mật nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy. Trước đây Như Lai có dạy bí mật nguồn thiền thanh tịnh tiếp nối 33 đời tổ. Sau cùng tại đất rồng có một người cư sĩ nữ nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh này và phổ biến ra khắp các châu lục. Ngoài hệ thống Như Lai Thanh Tịnh Thiền này, sau này có ai lập ra đạo
dạy tương tự như Như Lai dạy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy, nguồn thiền thanh tịnh này ở mỗi thế giới chỉ có một vị Phật dạy mà thôi. Vì pháp môn này là chân thật nơi thế giới này, khi nào nguồn thiền thanh tịnh này không còn nơi thế giới này nữa, sau đó một vị Phật kế ra đời dạy tiếp pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này. Đức Phật dạy tiếp, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, có một vị đứng ra lập một đạo, nói mình là người làm ra vũ trụ và muôn loài. Thời gian sau, đạo này chia ra làm 5 nhánh. Cũng từ 5 nhánh này, họ tranh giành ảnh hưởng nên chém giết với nhau. Ông Thân Thệ Chí Phương thưa hỏi thêm, kính bạch Đức Thế Tôn, sao cùng chung một giáo chủ mà lại tranh giành với nhau như vậy? Đức Phật dạy, nơi thế giới vật lý này hình thành bởi lực hút âm dương, do đó loài người và tất cả động vật đang sinh tồn thì phải chống chọi với nhau. Các ông nhìn thấy kỹ các loài vật lớn như voi, cọp, trâu, bò tranh giành quyền lợi thì hay cắn nhau. Thậm chí con vật nhỏ như cua, dế, kiến cũng giao chiến với nhau. Vì sức hút của vật lý âm dương nên loài người cũng không ngoài định luật này. Vì vậy các ông thấy nước này đánh chiếm nước kia, bộ tộc này đánh bộ tộc nọ, gia đình này thù hằn gia đình khác, người này ganh ghét người kia là vậy. Đức Phật dạy thêm, vì sự cuốn hút của vật lý nên sinh ra tranh giành với nhau. Người sáng lập ra đạo mà Như Lai nói ở trên, vì người này sử dụng tánh người của ông ta, nên ông ta tưởng tượng và bịa ra những thứ không có thật để dụ dỗ những người ngu dại. Do đó, các nhánh cùng chung một đạo mà sinh ra ganh ghét với nhau cũng vì phải tuân theo quy luật của vật lý âm dương này vậy. Như Lai dạy rõ, mục đích người dạy ra đạo này, cái chính của họ là chú ý đến ba cái lợi như sau. Một, họ xưng mình là con của ai đó. Hai, họ nói nếu ai nghe lời họ sẽ được hưởng sung sướng ở trên cao. Ba, khi người nào nghe lời họ rồi thì họ kèm theo lời hù dọa, nếu phản lại họ sẽ bị khốn khổ vô cùng. Mục đích chính của người này là muốn ăn trên ngồi chốc và bảo vệ đẳng cấp của mình, vì họ được rất nhiều người ngu muội nghe theo. Những người ngu muội này tự nguyện đưa tiền cho họ xài, ra sức làm những việc mà người này sai bảo. Nhưng đặc biệt, nhiều người khôn lanh, họ đem đạo lý này ra để làm bình phong, mưu đồ thống trị của mình. Có người điều binh khiển tướng nữa. Đến thời kỳ này, loài người khốn khó vô cùng. Ông Thân Thiện Chí Phương tiếp tục thưa hỏi, kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy đạo của Như Lai dạy có sử dụng vật lý nơi thế giới này không? Đức Phật cười và trả lời, đầu tiên, Như Lai thuyết đạo để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Như Lai sử dụng Phật tánh thanh tịnh dạy. Còn khi Như Lai dạy các pháp môn tu tiểu, trung và đại thừa, cũng như dạy hai pháp môn niệm Phật, niệm chú, Như Lai có lúc sử dụng tánh Phật của Như Lai dạy, cũng có lúc Như Lai sử dụng tánh người duyên hợp của vật lý trần gian này để dạy. Vì sao Như Lai lại sử dụng hai thứ tánh như vậy? Là vì trong hội chúng Như Lai dạy có rất nhiều tầng lớp người. Vì vậy, Như Lai phải sử dụng cả hai tánh nói trên để có lợi ích cho cả hai. Ông Thân Thiện Chí Phương lại tiếp tục hỏi Đức Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, tu thanh tịnh thiền là để cho chúng con trở về nguồn cội của chính mình. Còn các pháp môn tu như nói trên có thành tựu được gì không? Đức Phật dạy, này ông Thân Thể Chí Phương, các pháp môn tu nói trên đều có kết quả hết, nhưng có kết quả trong vật lý trần gian này như một, tu thiền quán và tưởng. Người tu muốn cho vật để trước mặt mình từ nhỏ ra lớn, thành tựu này là cái ảo bóng của vật chất. Hai, lý luận để cho mọi người biết, đây là lời nói cho vui tai. Ba, tu thiền nghi và tìm, từ vật nhỏ vi trần, lớn lao như hành tinh, tìm hiểu được cũng là cái hiểu biết trong sinh diệt. Như Lai nói rõ về các phần này.
Đến đời Mạt Thượng Pháp, loài người họ tìm ra rất nhiều công thức để chế ra rất nhiều phương tiện. Những phương tiện làm ra từ vật chất thì nó có hai mặt. Một, làm lợi ích cho loài người. Hai, sát hại loài người và muôn vật. Vì sao vậy? Vì trong vật chất cấu tạo bởi hai chiều. Chiều dương là làm lợi ích, chiều âm là sát hại. Do đó, Như Lai có huyền ký. Khi nào mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dậy không còn, cũng là lúc loài người rất khốn khổ. 4. Tu niệm Phật A-di-đà. Người tu kiên trì cũng đến được cõi nước của Đức Phật A-di-đà. Nhưng vì cõi nước của vị Phật này, do Ngài sử dụng phước đức của Ngài lập ra, nên nó cũng còn trong luân chuyển của vật lý âm dương, không giải thoát được. Như Lai dạy niệm Phật A-di-đà như sau. Niệm là nhớ, A-di-đà là vô lượng thọ tức sống hoài, vô lượng quang tức sáng hoài, vô lượng công đức tức giúp vô số người khác hiểu chân thật. Ba phần nêu trên là của Đức Phật A-di-đà. Còn người nào muốn thành Phật thì phải có đầy đủ ba phần vô lượng như Ngài. Như Lai dạy các ông, người nào muốn giải thoát phải tự mình biết và thực hành như Đức Phật A-di-đà, chứ đừng đi cầu khẩn người này hay lại lục người khác. Các ông làm chuyện uổng công vô ích. Vì sao vậy? Vì ai sống trong nhân quả luân hồi thì có ai giúp cho mình được? Nếu ai đó nói giúp mình, kẻ đó là đại lường gạt. 5. Tu niệm mật chú. Người niệm được vô niệm là đã thanh tịnh rồi. Muốn vượt ra ngoài thế giới này cũng phải tạo ra công đức thì mới giải thoát được. Như Lai dạy các ông, đừng vì tiền và danh mà bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác, mà phải đi mãi trong luân hồi đó. Như Lai dạy các ông căn bản như sau. Phàm sở hữu tướng sai thị hư vọng. Cái gì có tướng đều là hư dối. Tiếp theo, Như Lai có dạy hai câu làm chuẩn nữa. Một, tu mà mong cầu người khác giúp là các ông khờ. Hai, tu mà học hỏi để hiểu biết, khi đã hiểu biết rồi, tạo ra công đức nữa thì mới giải thoát được. Ông Thân Thể Chí Phương đã giác ngộ sâu lời Đức Phật dạy. Ông liền khóc, trình với Đức Phật, đời con đại phúc nên mới gặp được Như Lai. Như Lai dạy cho con đường giải thoát. Hôm nay con biết nên con khóc. Con khóc đây là vì con không còn mê lầm nữa. Nhưng con rất thương cho những người khác, không biết họ có biết được như con không. Đức Phật khen ông Thân Thể Chí Phương, ông là một cư sĩ mà biết thương người như vậy. Như Lai huyền ký cho ông, nhiều đời sau sẽ thành Phật hiệu là Vô Tận Ý Quang Đức Như Lai. Ông Thân Thể Chí Phương vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 21, bà cư sĩ Lam Thi Phương Vũ, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã báo cho chúng con biết còn thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Trong chúng con có ai thắc mắc điều chi cứ hỏi, nếu không hỏi sau này không ai giải thích. Do đó hôm nay con kính chỉnh xin hỏi Đức Thế Tôn một ý như sau. Đức Thế Tôn có dạy cho chúng con, ai sống với Phật tánh của chính mình thì không bị luân hồi, còn ai sống với tánh người thì bị đi trong lục đạo. Con chưa rõ thông lắm, kính xin Đức Thế Tôn tại sao vậy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy bà Lam Thi Phương Vũ: Này bà Lam Thi Phương Vũ, Phật tánh là luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Vì thanh tịnh nên không khởi lên những suy nghĩ, vì vậy mà sức hút nhân quả không hút được, nên bà không bị luân hồi. Tánh người là tánh suy nghĩ và tưởng tượng, những thứ này là nguyên nhân tạo ra nhân duyên, do đó nhân quả mới hình thành. Nhờ hình thành mà làn sóng điện tử âm dương mới quét kéo đi đến chỗ bà suy nghĩ và tưởng ra đó. Như Lai ví dụ thực tế cho bà hiểu. Như bà thích cái nhà đẹp, bà cố sức làm ra tiền. Khi bà có đủ tiền thì việc suy nghĩ và tưởng của bà sẽ thành tựu được. Bà Lam Thi Phương Vũ thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy thêm cho con
về căn bản Phật tánh, để khi có ai hỏi, con nói lại cho họ nghe. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật khen bà Lam Thi Phương Vũ và nói với ông Ananda: Này bà Lam Thi Phương Vũ và ông Ananda, Như Lai có lời khen bà. Còn ông Ananda và đại chúng hãy chú ý lắng nghe cho thật rõ. Đây là một câu hỏi làm lợi ích cho tất cả các vị có mặt tại đây và các thế hệ kế tiếp. Đặc biệt lâu xa vào đời Mạt Thượng Pháp, chính câu hỏi này vào đời đó có người may mắn tìm nhận lại được. Người này phổ biến cho nhiều người cùng biết như hôm nay. Do đó, người nào nhận được lời Như Lai dạy hôm nay thì được cái lợi không gì bằng. Một lần nữa, Như Lai có lời khen bà. Như Lai giải thích câu hỏi của bà như sau. Phật tánh như sau. Phật trùm khắp không thiếu sót chỗ nào. Tánh, trong tánh gồm có 6 căn bản như sau. 1. Ý là chủ, cho nên. 2. Ý thấy. 3. Ý nghe. 4. Ý nói. 5. Ý biết. Thấy, nghe, nói. 6. Hành. Hành này là do điện tử quang tự nhiên có trùm khắp trong Phật giới để bảo tồn 5 thứ trên. Vì là bảo tồn nên phải động mới bảo tồn được. Vì vậy, Như Lai nói trong tánh có hành. 6 thứ trên nằm trong tánh. Cái tánh này có đầy trong Phật giới, nên Như Lai gọi chung là Phật tánh. Phật tánh là như vậy thôi, nên Như Lai gọi là chân như, tức là cái như như chân thật. Cái như như này không thêm, không bớt, không thiếu cũng không thừa. Chính phần này, Như Lai dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Họ triệt ngộ đạo thiền rồi, nên họ giúp Như Lai thành lập giáo đoàn đạo giác ngộ. Chỗ này không có ngôn từ gì để nói lên được, nhưng để cho nhiều người cùng biết, nên Như Lai dùng phương tiện là ngôn từ của thế giới này để nói ra. Như Lai đưa ý thấy để ví dụ cho bà hiểu. Khi ý thấy thanh tịnh là thấy của tánh Phật, còn cái ý thấy tiếp theo cái suy nghĩ và tưởng của tánh người gọi là thấy vô minh, tức không sáng suốt. Như Lai tạm xếp 3 ngôi vị của thấy như sau. Ngôi vị thứ nhất, cái hằng thấy tự nhiên của ý là tánh thấy chân như. Ngôi vị thứ hai, cái hằng thấy của ý xuyên qua tánh người gọi là tánh người thấy. Ngôi vị thứ ba, cái thấy của tánh người là có 2 phần đối đãi. 1. Suy nghĩ và làm thiện, tức tự mình tạo ra nghiệp lành. Nghiệp lành này được chứa vào vỏ bọc của tánh người. Trong vỏ bọc của tánh người có cái kho chứa nghiệp lành. Để khi người này hết duyên sống nơi thế giới loài người, tùy theo nghiệp lành của người này tạo ra, nó tự động được hút vào vùng nào đó trong tam giới để hưởng phước lành do mình ham muốn tạo ra đó. 2. Suy nghĩ và làm ác, tức tự mình tạo ra nghiệp dữ. Nghiệp dữ này cũng được chứa trong cái vỏ bọc của tánh người, nhưng vào cái kho ác. Khi con người này hết duyên sống nơi thế giới loài người, tự động cái kho ác kéo người này xuống nơi tương ứng làm ác của người này để trả quả mà người này đã tạo ra. Đây là quy luật nhân quả tự nhiên nơi thế giới này vậy. Bà Lam Thi Phương Vũ lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, đây là quy luật nhân quả nơi thế giới này, cớ sao hiện tại có nơi lập ra nhà thờ, đền, miếu, vân vân? Quý thầy dạy, ai muốn giải thoát, đến đây thầy giúp cho. Ai muốn hưởng sung sướng, đến đây thầy giúp cho. Ai muốn sống giàu sang phú quý, đến đây thầy giúp cho. Ai muốn hầu hạ người có quyền thế, đến đây thầy giúp cho, vân vân. Đức Phật dạy bà Lam Thi Phương Vũ: Này bà Lam Thi Phương Vũ, phần này là tánh của con người cả. Tánh của con người có 2 phần. Phần 1, người có bộ dạng đẹp, ăn nói lưu loát thì họ bịa ra các phần như bà nói trên để dụ lấy tiền của những người khờ khạo mà tham lam. Phần 2, những người không chịu tự mình làm chủ lấy mình mà cứ đi nhờ cậy người khác, nên làm có bao nhiêu tiền, tự nguyện đem giao cho những người khôn lanh này, để giao tiền cho người lường gạt mình
mà còn gọi họ là thầy tốt nữa. Vì sao những người này làm như vậy? Vì những người này họ sống bằng cái tường của họ nên họ mới làm như thế. Bà Lam Thi Phương Vũ lại hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không giúp những người này đừng mê lầm nữa? Đức Phật dạy: Này bà Lam Thi Phương Vũ, đây là quy luật nhân quả nơi thế giới này. Những người khờ khạo tự nguyện đưa tiền cho những ông thầy lường gạt họ là có nguyên do như sau. Vì nhiều đời trước, những người đứng ra lường gạt đó là những người các đời trước đã bị các người này lường gạt. Vì vậy, hôm nay phải trả quả lại. Như Lai chỉ giúp cho những người bị lường gạt này như vậy mà thôi. Nói cho những người này biết quy luật nhân quả. Ai muốn thoát ra thì thực hiện đúng lời Như Lai dạy. Còn làm sai, bị luật nhân quả kéo đi. Trước đây, Như Lai đã thí nghiệm rồi. Như Lai vừa nói hai chữ giải thoát, có trên 5.000 người bỏ đi, số còn lại cho Như Lai bị ma ám. Vì vậy, pháp môn giải thoát này không thể nào nói chỗ đông người được, mà phải lựa riêng từng người để nói. Bà Lam Thi Phương Vũ lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con pháp môn giải thoát này. Đức Phật dạy: Này bà Lam Thi Phương Vũ và đại chúng, hôm nay còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Duyên lành hôm nay bà Lam Thi Phương Vũ hỏi Như Lai về công thức giải thoát ra ngoài nhân quả luân hồi. Nếu người nào thích thì ở lại nghe, còn người nào không thích hãy rời núi Linh Sơn này. Đức Phật dứt lời mà không ai chịu rời chỗ ngồi mà ở lại ngồi nghe Đức Phật dạy giải thoát. Đức Phật dạy công thức giải thoát. Trong mỗi con người có hai phần. Một, phần tinh thần có hai: tánh Phật, tánh người. Tánh Phật là thấy, nghe, nói và biết. Tánh người là suy nghĩ và hành động. Chính cái suy nghĩ và hành động của con người là nguyên do tạo nghiệp. Nghiệp này nó được điện tử âm dương kéo chứa vào hai cái kho chứa thiện và ác trong tánh người, để dòng luân hồi kéo đi nhận quả. Ai muốn giải thoát ra ngoài vòng luân hồi thì phải như sau: người đang sống với tánh người là phải suy nghĩ, chứ không ai tài nào ép cho nó không suy nghĩ được. Vì vậy, ai muốn giải thoát thì phải biết điều chỉnh cái suy nghĩ của tánh người như sau: hướng dẫn cái suy nghĩ của tánh người vào chỗ thanh tịnh, tức Niết Bàn. Để chi vậy? Để mặc tình cho nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ trong thanh tịnh càng nhiều càng tốt. Vì cái suy nghĩ trong thanh tịnh chính là cái suy nghĩ của người giác ngộ. Mà suy nghĩ thật nhiều là cái suy nghĩ của người đại giác ngộ đó. Khi người đại giác ngộ này sống nơi thế giới loài người thì người này giúp được nhiều người khác giác ngộ. Vì vậy, Như Lai dạy trong các kinh, các ông cứ tự nhiên suy nghĩ trong chỗ không suy nghĩ. Chỗ không suy nghĩ là chỗ nào? Là chỗ thanh tịnh đó, tức là Niết Bàn. Các ông bà xem lại lời dạy của Như Lai trong Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo này là 8 con đường giải thoát. Người nào thích đường nào thì áp dụng đường đó. Như Lai đưa ra ví dụ trong đường Bát Chánh Đạo để các ông hiểu như: thấy trong thanh tịnh, tức thấy trong Niết Bàn. Nghe trong thanh tịnh, tức nghe trong Niết Bàn. Suy nghĩ trong thanh tịnh, tức suy nghĩ trong Niết Bàn, vân vân. Khi các ông tu tập được thuần thục như vậy, các ông chỉ mới được tự tại mà thôi, tức chưa vượt ra ngoài sức hút của nhân quả của thế giới này. Vì sao vậy? Như Lai đưa hình ảnh cụ thể như sau các ông sẽ rõ. Như các ông đang bị dòng nước cuốn trôi đi. Các ông biết cách bơi vào chỗ nước cạn, không bị dòng nước cuốn trôi đi nữa, nhưng vẫn còn bị sức kéo nhẹ của nước. Nếu ông bà sơ sẩy một chút, tức khắc bị dòng nước cuốn đi lại. Vì vậy, ông bà muốn giải thoát thì phải biết cách vượt ra khỏi dòng nước này. Bằng cách nào? Bằng cách là ông bà phải biết tạo ra phương tiện. Tạo ra phương tiện bằng cách nào? Bằng cách là biết làm phương tiện để thoát ra ngoài dòng nước này. Còn ông bà muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả vật lý âm dương, ông bà phải biết hai nguyên lý. Một,
muốn thoát ra ngoài dòng luân hồi thì phải biết tạo ra công đức hai, còn tạo ra phước đức thì nghiệp phước đức kéo ông bà đến nơi thụ hưởng nên không giải thoát được. Bà Lam Thi Phương Vũ nghe Đức Phật giải thích đến đây, tự nhiên bà khóc, trong đó cũng có nhiều người khóc như bà. Đức Phật nói với ông A Nan Đà: "Này ông A Nan Đà, ông hãy ghi rõ lời của Như Lai trả lời cho bà Lam Thi Phương Vũ để lưu lại cho hậu thế. Nếu ai muốn giải thoát họ biết." Ngài A Nan Đà vâng lời Đức Phật. Bà Lam Thi Phương Vũ lại trình thư hỏi thêm: "Kính xin Đức Thế Tôn dạy con cách ấm vô minh là sao?" "Kính xin Đức Thế Tôn dạy con." Đức Phật dạy: "Cách ấm là ở trong thai của mẹ, vô minh là không còn sáng suốt nữa, tức vào thai mẹ thì không còn nhớ đời trước nữa. Đây là quy luật nhân quả trong vật lý nơi thế giới này. Nếu không quên những việc đời trước thì phải khổ sở vô cùng." "Vì sao vậy?" Như Lai ví dụ như sau bà sẽ rõ. "Ví dụ, đời trước bà là người giàu có mà lại keo kiệt với người ăn kẻ ở. Theo luật nhân quả, nếu phước của bà đời này bà đã sử dụng hết thì bà phải trở lại làm người hầu để trả nợ trước. Nếu bà không quên đời trước của mình thì bà có thể nào sống nổi không? Hoặc đời trước bà là một vị thầy được nhiều người kính nể. Vì bà được nhiều người kính nể như vậy, để không phụ lòng những người có lòng kính nể bà, nhưng Phật Pháp bà không biết giác ngộ là sao và giải thoát là gì, bà tưởng tượng ra nói để đáp lại lòng kính trọng của họ. Sau họ cúng tiền cho bà, cũng vì bà không biết mà tưởng tượng ra đó, tức bà tự tạo ra nhân quả xấu, đầu thai trở lại để trả quả cho những người này. Nếu bà nhớ rõ như vậy, bà có chịu nổi không? Cũng nhờ cách ấm vô minh này thì bà mới sống được." Như Lai kể cho bà nghe một câu chuyện. Ở thị trấn Dương Đường có ông Thân Thành Lượng, đời trước là một vị quan chủ tình, có lòng từ ái thương người, ai ai cũng kính trọng ông. Ông thường đến chùa thọ bát quan trai để cầu phúc cho bá tánh. Ông thường cầu như sau: "Tôi xin ăn bữa cơm thanh tịnh này, trước để gia đình tôi được bình yên, sau giúp cho nhân dân trong tỉnh của tôi được ấm no hạnh phúc." Có một lần, vị quan này cầu thêm như sau: "Nếu kiếp sau tôi được làm người trở lại, xin cho tôi được nhớ lại đời trước của tôi." Người nào thọ bát quan trai mà giữ đúng 8 giới quy định trong vật lý này thì những nguyện ước của mình sẽ được toại nguyện. Vị quan chủ tình này khi thọ bát quan trai, ông thực hành rất nghiêm chỉnh, đúng theo quy luật nhân quả vật lý nơi thế giới này. Tuy ông là một vị quan có lòng từ ái, nhưng có lần ông bị vướng một lỗi như sau: em vợ của ông phạm tội giết người. Vì vợ ông van xin ông cứu giúp cho đứa em này, ông đồng ý bỏ qua. Luật pháp là giết người phải đền mạng. Tuy ông bỏ qua như vậy, nhưng cũng bồi thường thỏa đáng cho bên gia đình người bị em vợ ông giết. Nhân thế việc này là phải, nhưng về nhân quả thì không thể được. Vì sao vậy? Vì nhân quả là luật bất di bất dịch nơi thế giới vật lý này. Cũng vì ông bỏ qua chuyện giết người này, nên khi ông hết tuổi thọ, phải sinh vào gia tộc của người mà em vợ ông giết để trả quả. Khi ông được sinh vào gia tộc này, tánh ông cũng rất hiền lành, nhưng không hiểu sao mà ai cũng ghét ông, xem ông như là kẻ thù. Một hôm, Như Lai đi qua đây, ông có đến ra mắt Như Lai và hỏi duyên cớ tại sao trong gia đình ai cũng ghét ông như vậy. Như Lai không trả lời mà có lời khuyên ông: ông cứ sống bình thản đi, rồi có ngày sẽ qua. Ông không chịu, cứ năn nỉ Như Lai mãi. Như Lai có nói: nếu ông biết được đời trước của ông thì ông không thể nào sống được đâu. Ông không tin nên cứ năn nỉ Như Lai. Nên Như Lai nói: ông năn nỉ Như Lai như vậy, nếu Như Lai nói cho ông biết thì Như Lai phá vỡ quy luật nhân quả vật lý nơi thế giới này. Nhưng đây cũng là bài học cho nhiều người đời sau, nên Như Lai cho ông biết, khi ông biết được rồi thì mạng ông sẽ mất. Nếu ông chịu,
Như Lai sẽ tạo điều kiện cho ông biết. Ông ấy bằng lòng, nên Như Lai dùng ngón tay trỏ ấn vào thiên nhãn của ông và nói, đúng 30 ngày sau, tự nhiên ông sẽ biết tất cả những gì mà đời trước của ông đã làm. Đúng 30 ngày sau, thiên nhãn ông được mở ra, tự nhiên ông biết được tất cả những việc làm của ông đời trước. Đời trước của ông làm phước rất nhiều, chỉ mắc phải một lỗi là tha mạng chết cho em vợ của ông. Vì ông biết được quá khứ đó, nên tự ông ăn bữa cơm mắt quan trai và nguyện được bỏ mạng để trả nhân quả vì ông tha mạng sống cho em vợ của ông. Thế là ông thực hiện có kết quả là ông tự chết. Bà Lam Thi Phương Vũ vừa nghe Đức Phật dạy về nhớ lại đời trước, tự nhiên bà bật khóc nữa, làm những vị có mặt ai ai cũng khóc theo. Bà không còn lời gì để hỏi nữa, nên bà lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 22, ông cư sĩ Phát Trường Mạnh Quân từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, theo như lời của Đức Thế Tôn dạy bà Lam Thi Phương Vũ, con đã lãnh hội được lời của Đức Thế Tôn dạy về nguyên lý trở về bể tánh thanh tịnh rồi. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con trình bày. Đức Phật liền nói, đâu, ông trình bày xem coi có đúng không? Nếu đúng, đây là công đức mà bà Lam Thi Phương Vũ có. Vì sao bà có công đức? Vì câu hỏi của bà Lam Thi Phương Vũ có người đã giác ngộ được nên bà có công đức. Ông cư sĩ Phát Trường Mạnh Quân trình bày, chúng con sống nơi thế giới nhân quả vật lý này, sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý để mong thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý thì không thể được. Vì sao vậy? Vì suy nghĩ và hành động của con người là hành động của vật lý, nên phải thành tựu trong nhân quả của vật lý thì không thể nào giải thoát được. Ai muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương, duy nhất chỉ có một điều là đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý để tu thì mới mong thoát ra được. Đức Phật liền hỏi ông Trường Mạnh Quân, vậy ông hãy trình cho Như Lai cũng như đại chúng nghe công thức ấy như thế nào? Ông Trường Mạnh Quân trình thưa, vị nào muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả vật lý, ông không biết phải nói làm sao cho đúng. Tuy ông đã hiểu nguyên lý cuốn hút của vật lý, Đức Phật biết ông không thể trả lời được nên nói với ông, phần này để Như Lai dạy cho, như các ông bà đã biết rồi đó. Con người cũng như vạn vật sống nơi thế giới nhân quả của vật lý, do sự cuốn hút của điện từ âm dương. Vì vậy, loài người và vạn vật giống như bị một sợi dây thật lớn, một đầu thì cột vào quả địa cầu này, một đầu thì cột cứng vào thân của các ông bà vậy. Dù các ông bà làm bất cứ thứ gì để mong thoát ra ngoài sự cột trói của sợi dây này, phí công vô ích. Đức Phật dạy rõ, ông bà muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý điện từ âm dương thì phải hiểu hai phần như dưới đây. Phần 1, điện từ âm dương là loại điện từ có nhiệm vụ quét và kéo đi đến những nơi mà con người muốn. Đây là đầu mối của sự luân hồi mà điện từ âm dương có nhiệm vụ phải làm. Phần 2, những tính toán, suy nghĩ và hành động của con người là nguyên nhân tạo ra làn sóng này để điện từ âm dương kéo đi. Người nào không biết nguyên nhân này nên dụng công đủ cách để mong thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả vật lý của điện từ âm dương. Dù các ông bà ngồi đó sử dụng thân và tâm vật lý, dụng công tu 1000 năm cũng mãi mãi đi trong 6 nẻo luân hồi. Vậy Như Lai dạy ông bà cách dừng luân hồi nhưng chưa giải thoát được. 1. Thân ông bà tự nhiên sinh hoạt bình thường, không cần hành động bất cứ tư thế gì cả. 2. Tâm cứ tự nhiên, không suy nghĩ một điều gì. 3. Khi tập được thuần thục thì sẽ có hiện tượng như sau hiện ra, thấy như có màn trong suốt rất xa xăm, thân như không có. Trên đây là 2 căn bản ông bà không bị luật luân hồi của nhân quả kéo đi. Vì sao có hiện tượng như vậy? Vì tâm của ông bà không khởi niệm, tức không nhô ra những thứ trông gai, nên dòng điện từ âm dương không có gì để nó quét kéo đi. Như Lai đưa ra ví dụ cụ thể như sau. Như ông bà đang ngồi ở đây, suy nghĩ muốn đi đến chỗ nào đó,
tự nhiên đứng dậy rồi bước chân đi. Đi hoài sẽ đến nơi mình muốn đến. Còn ông bà ngồi đây không suy nghĩ điều gì, tức ở trong trạng thái thanh tịnh. Khi thật sự thanh tịnh rồi, tự nhiên tánh thanh tịnh của mình hiển lộ ra, gọi là minh tâm. Nhờ minh tâm này sẽ thấy được tánh chân thật của chính mình, gọi là kiến tánh. Nhờ kiến tánh này thấy được màn trong suốt. Thấy bằng tánh thanh tịnh của chính mình thì mới thấy xuyên cái màn trong suốt này. Bên kia màn trong suốt này là thế giới mười phương chư Phật sinh sống. Các ông bà hãy nghe rõ hai câu kệ này: minh tâm kiến tánh Như Lai, thoát vòng nhân quả ra ngoài thế gian. Tuy ra được sức hút nhân quả của thế giới này nhưng cũng chưa giải thoát được. Vì sao vậy? Vì vẫn còn ở trong thế giới loài người. Ai muốn thoát ra ngoài thế giới loài người để trở về Phật giới, duy nhất là phải biết tạo ra công đức. Tạo ra công đức bằng cách nào? Bằng cách là giúp cho người khác biết được công thức này. Đức Phật dạy đến đây, ông Trường Mệnh Quân đứng lên trình với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, con đã thông suốt những gì mà Đức Thế Tôn dạy. Chúng con hết sức vui mừng và cảm ơn Đức Thế Tôn. Vị thứ 23, ông cư sĩ Liễu An Thành, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối chắp tay thưa hỏi: kính bạch Đức Thế Tôn, theo sự hiểu biết của con, khi con nói ra tiếng, tiếng nói ấy còn hoài trong không gian, không khi nào mất, có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật nhìn sang ông Duy Ma Cật và bảo: này ông Duy Ma Cật, ông hãy giải thích cho ông Liễu An Thành biết về tiếng nói để ông ấy biết rõ. Ông Duy Ma Cật một lần nữa đầy đủ lễ nghi trình Đức Phật và nhìn sang ông Liễu An Thành, đọc bài kệ nói lên tiếng Pháp này: Phật là chủ khắp mọi nơi, các tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật dạy rõ ràng, cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì, cái nghe thanh tịnh một khi, khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp tánh chùm khắp mọi nơi, có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi, tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu khi tiếng phát lại thì tiếng trong như trước cũng y ban đầu. Đừng tưởng tiếng nói ban đầu chỗ này không có mất đâu bao giờ. Thầy chỉ các con bây giờ như ở mặt biển bất ngờ phúng lên, tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Thầy dạy các con phải luôn cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Pháp tánh không phải ở xa, pháp tánh thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Ông Liễu An Thành vừa nghe xong một đoạn kệ nói về pháp trong tánh mà Như Lai dạy trong bể tánh thanh tịnh. Ông biết tiếng nói của mình không phải đi xa vô tận, mà có giới hạn của tiếng nói, tùy theo nó lớn hay nhỏ. Khi dứt tiếng nói lại trở về pháp tánh của chính ông. Ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn và quay sang ông Duy Ma Cật, cúi đầu cảm ơn. Hỏi vị thứ 24, ông cư sĩ Trường Mạnh Phát, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, chắp tay trình thưa cùng Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây chúng con theo sư phụ con là thầy Ananda học pháp tu thiền quán tưởng. Chúng con tu pháp môn này đều được thành tựu. Hôm nay đến đây nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền là không cần dụng công mà được trở về nguồn cội của chính mình. Như vậy, pháp môn tu của chúng con đều là những pháp môn không giải thoát được sao? Đức Phật lại nhìn sang ông Duy Ma Cật và nói: một lần nữa, ông Duy Ma Cật giải thích câu hỏi của ông Trường Mạnh Phát đi. Tất cả những người có mặt tại đây hãy lắng nghe. Riêng ông Ananda chú ý nhớ, biên chép lại, trình cho Như Lai xem để lưu truyền cho các thế hệ sau. Ông Duy Ma Cật một lần nữa đầy đủ lễ nghi trước một vị Thế Tôn, ngó xuống đại chúng rồi ngó sang ông Trường Mạnh Phát và nói: kính bạch Đức Thế Tôn và đại chúng, sau đây con kính xin giải thích câu hỏi của ông Trường Mạnh Phát hỏi về tu thiền tưởng mà Như Lai dạy ban đầu nơi thế giới này. Khi Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai thấy sự thật trong càn khôn vũ trụ này thật là đơn giản, nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta hiểu biết nơi thế giới này.
Do đó, đầu tiên Như Lai tìm 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn cùng tu trước dạy 9 vị này biết tổ chức của con người như sau. 1. Trong mỗi con người có 2 tánh. 1 là Phật tánh, 2 là tánh người. 2. Lý do con người bị luân chuyển. 3. Muốn giải thoát phải biết công thức của nó. Khi 9 vị này nhận được căn bản nói trên, cùng Đức Phật thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ để giúp cho bất cứ ai muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý trần gian này là phải tu thanh tịnh thiền. Nhưng vì loài người bị vật lý âm dương cuốn hút quá mạnh, không thể nào chấp nhận pháp môn thanh tịnh thiền này, nên Như Lai mới tìm hiểu phương cách tu là sử dụng vật lý nơi thế giới này để cho có kết quả. Nhờ có kết quả thực tế của vật lý nên nhiều người thích đến nghe Như Lai dạy. Đã có kết quả theo chiều vật lý thì nó phải chuyển biến theo chiều sinh diệt. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy có 5 pháp môn tu như Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Tịnh Độ, Mật Chú. 5 pháp môn này không giúp cho người tu vượt ra ngoài vòng luân hồi được. Sau cùng, Như Lai dạy ai muốn tu giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương thì hãy tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Đương nhiên, các pháp môn tu trước phải bỏ, trong đó có pháp môn mà ông hỏi. Như Lai đã dạy rõ, nơi thế giới này, loài người có 10 tầng bậc, cao nhất là thập thánh vô phàm, còn thấp nhất là cửu phàm nhất thánh. Từ thất thánh tam phàm trở lên, chúng ta không nói đến, vì những vị này họ hiểu rất rõ về bề tánh thanh tịnh, còn thất phàm tam thánh trở xuống, họ không hiểu nổi bể tánh thanh tịnh là gì. Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này chỉ độ có 3 trong 10 hạng người mà thôi. 1. Lục thánh tứ phàm. 2. Ngũ thánh ngũ phàm. 3. Tứ thánh lục phàm. Ông là người nằm trong tứ thánh lục phàm nên Như Lai mới bảo tôi trả lời cho ông. Ông Trường Mạnh Phát đã thông hiểu, hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật và quay sang ông Duy Ma Cật cúi đầu cảm ơn. Vị thứ 25 của ông cư sĩ Tràm Thiên Trúc Phát từ chỗ ngồi đứng lên ra trước Đức Phật đảnh lễ, quỳ gối trình thư hỏi Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, mấy năm nay chúng con theo Đức Thế Tôn nghe dạy đạo thiền, hôm nay căn bản về thiền học chúng con đã nắm vững, nhưng còn một thắc mắc như sau, chúng con không hiểu, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng con. Tánh thấy, tánh nghe, tánh pháp và tánh biết ban đầu ở trong bể tánh thanh tịnh, nhưng vì vào thế giới loài người rong chơi nên bị điện tử âm hút vào thế giới loài người. Cũng từ thế giới loài người chúng con sử dụng tánh người nên bị đi trong 6 nẻo luân hồi, không biết đường trở về bể tánh. Còn thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội của chính chúng con. Cụ vừa trình thư câu hỏi xong, lạy Đức Phật rồi lui về chỗ cũ. Đức Phật dạy cụ Tràm Thiên Trúc Phát: Này cụ Tràm Thiên Trúc Phát, Như Lai có lời khen cụ. Vì sao Như Lai khen? Vì căn bản cụ đã nhận ra đầy đủ về lời dạy của Như Lai cao tột này. Hôm nay còn một thắc mắc nữa cụ đem hỏi Như Lai. Như Lai dạy cụ rõ, cụ muốn vượt nhanh ra ngoài thế giới này để trở về nguồn cội của chính mình. Cụ hãy nghe rõ lời dạy của Như Lai. Khi tánh vật của cụ vào thế giới loài người, bị điện tử âm cuốn hút kéo vào thế giới loài người, vì cụ sử dụng cái tưởng của tánh người nên bị đi luân hồi trong lục đạo. Hôm nay cụ muốn thoát nhanh ra ngoài thế giới loài người để trở về bể tánh thanh tịnh nơi 10 phương chư vật sống, thì cụ vừa thực hiện 3 phần như sau. 1. Cụ phải tu tập tâm vật lý, thanh tịnh, rỗng lặng và hàng chi để tánh Phật thanh tịnh hiền lộ ra. 2. Ngày có 24 giờ, cụ phải sống với tánh Phật mình trọn vẹn 24 giờ. 3. Phải cố gắng tạo ra công đức 3 phần nêu trên, nếu cụ thực hiện được thì việc trở về bể tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Cụ Tràm Thiên Trúc Phát nghe xong lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng cảm ơn và hứa với Đức Phật là cụ sẽ cố gắng tu tập. Vị thứ 26, ông cư sĩ Phệ Trí Bích Lộc từ chỗ ngồi đứng lên ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay trình thư hỏi như sau:
kính thưa Đức Thế Tôn, theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, con người nơi thế giới này không ai có thể dụng công tu pháp môn gì để trở về bể tánh thanh tịnh được sao? Vì sao con trình thưa hỏi như vậy? Theo con hiểu, thân là do đất, nước, gió, lửa duyên hợp mà thành. Tính toán suy nghĩ là vọng tưởng, có nghĩa là thân và tâm đều là không thật. Nếu đem cái không thật mà tạo thành cái thật thì không thể nào thành tựu được. Như vậy, chúng con đang sống với các thứ vọng, phải tu làm sao để được trở về bể tánh thanh tịnh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy, ông đã biết được như vậy, muốn trở về sống trong bể tánh thanh tịnh thì phải làm hai việc như sau. Một, hằng sống với tánh Phật của chính mình. Hai, tìm cách tạo ra công đức. Ông cư sĩ Vệ Trí Bích Lộc nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 27, cụ bà Ưu Bà Di Hương Quý Lâm Lan, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối trình thưa hỏi như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con mới hiểu lời của Đức Thế Tôn dạy. Tu các pháp môn thiền quán tưởng, cũng như thiền nghi tìm, hoặc niệm Phật hay niệm chú, chỉ là những pháp môn Đức Thế Tôn gạt chúng con để đùa giỡn với cái bóng của vật lý trong thế giới này mà thôi. Đức Phật dạy, này bà Ưu Bà Di Hương Quý Lâm Lan, sở dĩ Như Lai dạy cho ông bà năm pháp môn tu dụng công để có thành tựu trong vật lý là có nguyên do như sau. Vì pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này rất khó tu, trong 10.000 người chưa chắc có một người tu được. Vì sao vậy? Vì ai cũng sống trong sức hút nhân quả của vật lý âm dương. Mục đích của những người tu hiện nay có hai thành phần. Một, tu để đạt được thần thông hay nhìn thấy bóng ảo. Hai, lợi dụng lời dạy của Như Lai để lừa người khác kiếm tiền. Hoài bão của Như Lai cũng như chư Phật là giúp cho ai muốn giải thoát, nhưng vì khó tìm những người này. Vì vậy, Như Lai cũng như chư Phật phải dạy tu năm pháp môn có thành tựu trong vật lý để nhiều người đến nghe, xem trong số đông này coi có ai muốn giải thoát không. Nếu có, Như Lai giúp họ. Như Lai nói cho bà rõ, có rất nhiều người tu thành công các pháp môn tu trong vật lý, nhưng họ không biết đường giải thoát. Có hỏi Như Lai, Như Lai có dạy riêng họ mà không cho người khác biết. Vì sao vậy? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này, khi nào Như Lai gần nhập Niết Bàn mới dạy. Hôm nay là đến thời kỳ đó, nên ông bà mới được tự do hỏi phần cao tột này. Cụ bà Ưu Bà Di Hương Quý Lâm Lan được Đức Phật giải thích câu hỏi của mình, bà lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 28, Ngài Ca Chiên Diên, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối trịch vai áo bên phải, đảnh lễ và trình thưa như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, bấy lâu nay chúng con dạy các môn đồ của con tu pháp môn nghi và tìm, mà chúng con gọi là pháp môn tu đại thừa. Chúng con rất hãnh diện pháp môn tu này cho là cao nhất, tuyệt vời nhất. Hôm nay, nhờ các Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di hỏi, Đức Thế Tôn dạy rõ nơi thế giới này, dù dụng công tu pháp môn gì cũng là không giải thoát được, làm chúng con rất hổ thẹn. Các vị Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di mà còn nhận được lời dạy của Đức Thế Tôn, còn chúng con mang danh là đệ tử lớn của Đấng Giác Ngộ mà lại đeo bám tu trong bóng tối, không biết giác ngộ là gì. Chúng con tu bám theo nhân quả mà lại cho mình tu cao, thật là xấu hổ quá. Kính xin Đức Thế Tôn nhận lời sám hối chân thành của chúng con. Đức Thế Tôn đã phân tích về tu thanh tịnh thiền để trở về nguồn cội của chính chúng con. Chúng con mới hiểu, từ trước đến nay, chúng con dạy các môn đồ tu để đùa với cái bóng vật lý của thế giới này, mà còn đi khoe với các người khác là chúng con dạy pháp môn đại thừa là cao hơn hết. Ngài Ca Chiên Diên vừa nói vừa khóc, làm ai ai cũng cảm động khóc theo. Đức Phật nghe ông Ca Chiên Diên trình thưa như vậy, Ngài liền ngó sang ông Duy Ma Cật, yêu cầu ông Duy Ma Cật nói pháp môn tu thanh tịnh thiền thật rõ, để trong hội chúng ai cũng lãnh hội được. Ông Duy Ma Cật liền đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và nói với đại chúng rằng, kính thưa quý ngài, Đức Thế Tôn đã ủy quyền cho tôi nói pháp môn tu thanh tịnh thiền này thật rõ hơn, để trong số quý vị có ai thật sự muốn giải thoát biết căn bản pháp môn tu thanh tịnh thiền này
Đức Thế Tôn có dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như sau: anh chàng cùng tử, ý Như Lai dạy ai cũng đã giàu sang mà lại tự đặt mình là người nghèo khó, đi làm thuê cho người khác. Ai cũng có sẵn viên ngọc quý trong thân, không đem ra sử dụng mà lại đi cầu xin người khác. Vì Đức Thế Tôn dạy ẩn ý như vậy nên không ai nhận được ẩn ý sâu màu này. Hôm nay chỉ còn hơn một năm nữa là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nên Đức Thế Tôn dạy trắng pháp môn thanh tịnh thiền này cho những vị đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Tôi may mắn là một trong những người này. Vâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày cốt tủy của pháp môn thanh tịnh thiền này, giúp cho ai muốn giải thoát biết đường thực hành. Quý ông bà muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật chất trần gian này thì phải biết hai nguyên lý như sau. Một, cấu tạo nơi thế giới loài người là nói hẹp, còn nói rộng hơn là trong một tam giới. Hai, sự sống ngoài sức hút của vật lý âm dương này là gì? Vâng lời Đức Thế Tôn, tôi xin trình bày hai nơi như sau. Một, trong thế giới loài người cấu tạo có năm thứ như: một, tứ đại là đất, nước, khí, lửa, hình thành ra sắc thể. Hai, điện từ âm dương duy trì sắc thể này. Ba, tổng nghiệp của một con người là do suy nghĩ và việc làm của người đó từ vô lượng đời trước. Bốn, tánh của một con người để kéo sắc thể đi trong lục đạo. Năm, tánh Phật là làm sự sống cho một con người. Hai, trong thế giới Phật giới cấu tạo bằng ba thứ như sau: điện từ quang trùm khắp trong Phật giới, ý, cái ý này tự nhiên có hằng hà sa số trong Phật giới, trong mỗi cái ý tự nhiên có bốn thứ: hằng thấy, hằng nghe, hằng pháp, hằng biết. Cái ý này được điện từ quang bao bọc lại thành một khối nhỏ, nên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật gọi là tánh. Cái mênh mông và trùm khắp đó, Đức Thế Tôn cũng như mười phương chư Phật gọi là Phật. Tánh có đầy khắp trong Phật giới, nên quý ngài gọi chung là Phật tánh. Đức Thế Tôn dạy, giống như ở thế giới này, loài cá có khắp trong biển, nên loài người gọi là cá biển vậy. Khi quý vị đã biết rõ hai nơi nói trên, muốn sống đâu thì tùy ý của mình. Muốn sống trong thế giới loài người thì sống bằng tánh người của mình để được đi luân chuyển trong thế giới cũng như trong tam giới này. Muốn trở về Phật giới để sống thì phải sống bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Ông Duy Ma Cật vừa trình bày đến đây, Đức Phật bảo ông dừng. Đức Phật liền nói, ông Duy Ma Cật đã trình bày căn bản sự sống ở hai nơi. Một, nơi thế giới loài người cũng như trong tam giới. Hai, nơi mười phương chư Phật sống. Vậy trong pháp hội này, có ai biết vượt ra ngoài thế giới loài người để trở về sống trong Phật giới không? Đức Phật vừa dứt lời, có ông cư sĩ Thường Trọng Thanh từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay thưa trình rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, theo như lời trình bày của ông Duy Ma Cật quá rõ ràng về hai nơi sống. Nếu trong chúng con ai muốn luân hồi thì sống với tánh phàm phu của chính mình, còn vị nào muốn giải thoát thì hằng sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Đức Phật bảo ông, đâu, ông nói rõ cho Như Lai và đại chúng nghe chi tiết coi có đúng không? Nếu đúng, Như Lai sẽ ấn chứng cho. Ông cư sĩ Thường Trọng Thanh thưa trình cùng Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, đầu tiên Phật tánh ở trong bể tánh thanh tịnh, vì tò mò nên vào thế giới loài người xem thử. Không ngờ, trong thế giới loài người là một trung tâm vận hành luân hồi do sức hút của điện tử âm dương duy trì để tồn tại theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt. Khi Phật tánh bị cuốn hút vào thế giới loài người, rồi vào thân của một con người, trong thân của con người có cái tánh người, chính cái tánh người này tưởng tượng ra đủ thứ để dẫn đi trong lục đạo luân hồi, như tưởng tượng dụng công ép cho tâm vật lý được thanh tịnh để hưởng niềm vui thanh tịnh ấy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãng sinh đến các cõi trời vô sắc sinh sống, hết tuổi thọ phải trở lại loài người sống tiếp và chuyển đi nơi khác. Hai, tưởng tượng làm phước thật nhiều, cầu mong đến nơi vui tươi mà thanh tịnh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãng sinh đến nước tịnh độ sống. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới để luân chuyển đi nơi khác. Tưởng tượng muốn làm con của vị trời nào đó để hầu hạ vị trời đó,
Ở thế giới loài người phải làm phước thiện thật nhiều. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được vãng sinh đến một trong 11 hành tinh cõi trời dục giới sinh sống, để thỏa lòng ham muốn của mình, khi hết tuổi thọ, phải trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới để luân chuyển theo sự ham muốn của mình. Trên đây là 4 tầng hưởng phước dương, còn dưới đây là một phần hưởng phước âm. 1. Hưởng phước âm là làm loài thần để ăn thức ăn của loài người đem đến cúng. Cõi người là nơi trả quả hoặc đòi nợ với nhau, bằng cách là thay phiên nhau trả hoặc đòi nợ trong dòng tộc làm súc sinh. Để trả quả, mình giết hại loài súc sinh làm ngạ quỷ, có 2 phần quả báo. Mình lừa người khác bằng cách là nói mình thấy và nói chuyện được với loài cô hồn, để dụ người ngu khờ tin với tiền của họ. Ở thế giới loài người, cướp giật của người khác, bị sống trong địa ngục để trả quả mà ở thế giới loài người mình gây trọng tội. Trên đây là quy luật nhân quả nơi thế giới loài người. Kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con, có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Đức Phật khen ông Thường Trọng Khanh, sự trình bày của ông rất phải. Ông hết sức vui mừng cảm ơn và lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 29, ông cư sĩ Lễ Thành Trang, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay trình thưa hỏi Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thường dạy chúng con, muốn biết đời trước của mình như thế nào, hãy nhìn đời sống hiện tại của mình là biết. Muốn biết đời sống tương lai của mình ra sao thì hãy nhìn đời sống hiện tại của mình làm thì sẽ biết. Đó là căn bản mà Đức Thế Tôn dạy chúng con luân hồi hưởng phúc và trả nhân quả xấu. Nhưng hầu hết, những người hiện nay, đại đa số người cứ sống quanh quẩn trong dòng tộc của họ. Chúng con muốn biết số người này, trước khi họ qua đời, nhìn như thế nào để biết họ đi đâu trong dòng tộc của họ. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông cư sĩ Lễ Thành Trang. Này ông Lễ Thành Trang, phần này các ông sử dụng nhục nhãn của con người để biết thì rất khó biết lắm. Như Lai chỉ dạy ông căn bản dễ nhận ra, khi người đó hết duyên sống sẽ biết họ sinh đâu trong dòng tộc của họ. Khi người sắp mất, ông quan sát có 2 phần căn bản. 1. Khi họ sắp mất mà còn tỉnh táo, thương nhánh nào nhất, chắc chắn họ sẽ đầu thai vào nhánh của người này. Ông hãy quan sát kỹ như sau. Trong vòng từ 1 đến 3 năm mà nhánh người này có người sinh ra con mà giống như người đã mất trước đây, chính là người này đầu thai trở lại vậy. 99% người này có lòng từ ái và hiếu thảo. 2. Khi họ sắp mất mà hay tức giận nhánh nào đó, cũng từ 1 đến 3 năm mà nhánh người này có người sinh ra con rất giống như người tức giận trước kia, chắc chắn rằng sẽ phá nhánh dòng tộc này. Nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông cư sĩ Lễ Thành Trang hết sức vui mừng và hỏi thêm, kính bạch Đức Thế Tôn, cách đây 1 tháng con có chứng kiến có 5 trường hợp chết như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 1. Có người quá giàu, sau khi chết họ không có hòm chôn. 2. Có người gần chết, họ rất tỉnh táo và họ biết ngày giờ chết của họ nữa. 3. Có người nằm không biết gì đến 10 năm mới chịu chết. 4. Có người gần chết đen như cục than, tại sao vậy? 5. Có người gần chết cứ la hoài, tại sao họ bị như vậy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy, trường hợp 1, người quá giàu mà khi chết không có hòm chôn là nguyên do như sau. Ví dụ, đời này họ có phước được làm người, họ đem tổng phước của họ làm 10 lượng vàng, nhưng vì họ không biết làm phước tiếp, để phước của họ tăng thêm, họ lại sử dụng hết phước 10 lạng vàng. Vì vậy, khi họ chết, không còn tiền để mua hòm. Vì vậy, họ phải nhờ người khác cho. Trường hợp 2, người chết mà còn tỉnh táo có đến 4 trường hợp. 1. Người này tu thanh tịnh thiền, nhận được tánh Phật của chính mình. 2. Người tu theo tứ quả thanh văn, họ được an tâm vào niết bàn tịch tĩnh. 3. Người làm phước thiện thật nhiều, họ được vãng sinh các cõi trời. 4. Người hiền từ sống trong dòng tộc. Trường hợp 3. Người bệnh nằm 10 năm mà không chết có 2 trường hợp. 1. Đối với người tu, không biết rõ lời của Đức Phật dạy, bịa ra là biết, để lấy tiền của người ngu khờ. Vì vậy,
bị quả báo làm thực vật. 2. Người không phải là tu sĩ, nói dối điều gì đó để lấy tiền của người khác, người này cũng bị quả báo làm thực vật. Trường hợp 4. Người chết mà đen như cục than vì họ lấy tiền của tam bảo xài riêng cho mình, đặc biệt họ lấy tiền của chùa thiền thanh tịnh. Trường hợp 5. Người gần chết mà la hoài, người này mang nghiệp sát sinh quá nặng. Ông cư sĩ Lệ Thành Trang nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 30, ông cư sĩ Tùng Phát Chân từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay trình thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con theo Đức Thế Tôn học đạo thiền thanh tịnh nhiều năm nay, nhưng con không hiểu chỗ đơn giản này. Nay nhờ ông Duy Ma Cật giải thích nên con đã biết đường vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý nơi thế giới này rồi. Đức Phật nói với ông Lâm Tùng Phát Chân: Ông hãy trình cho Như Lai và đại chúng nghe coi như thế nào. Ông Lâm Tùng Phát Chân trình thưa: Đức Phật đã dạy chỗ vượt ra ngoài sức hút nhân quả của vật lý thế giới này. Chỉ cần thôi hoặc dứt là tức khắc vượt ra ngay. Đức Phật khen: Đúng như vậy, vì các ông không chịu thôi dứt nên cứ mãi đi trong lục đạo luân hồi, rồi tìm đủ thứ trong vật lý này tu thì làm sao ra khỏi luân hồi được. Như các ông hiện ở dưới đáy biển, ham mê cá và san hô, cứ đem về nhà mình cho nhiều mà lại đi tìm người khác xin họ giúp đỡ mình vượt lên mặt nước. Trong khi đó, mình không chịu buông cá và san hô ra. Như vậy, các ông xem có hợp lý không? Tất cả những vị có mặt rất hổ thẹn và thốt lên: Chúng con nghe Như Lai đưa ví dụ mới biết mình là người khờ dại. Hôm nay, chúng con đã biết tu thiền thanh tịnh rồi. Kính xin cảm ơn Đức Thế Tôn và Ngài Duy Ma Cật. Vị thứ 31, ông cư sĩ Út Lam Sĩ Dùng từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối chắp tay trình thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả những sự tạo tác nơi thế giới này đều bị vướng vào nhân quả cả. Sao ban đầu Đức Thế Tôn lại dạy chúng con tu các pháp môn tu trước để được gì? Kính xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con rõ, con thành kính biết ơn. Đức Phật giải thích: Sở dĩ ban đầu Như Lai lập nhiều phương tiện dạy các ông tu là vì chiều theo sự ham muốn của các ông, nên Như Lai bày ra các pháp môn tu như thiền quán, tưởng, chuyển vật chất để các ông vui thích, thiền nghi, tìm, biết hữu dụng trong vật chất để đem khoe với người khác, được người ta khen, các ông ham. Lý luận trên trời dưới biển, trên mây dưới đất, để các ông đi nói với người xung quanh nghe hay, họ tán thưởng bằng tiền, các ông mừng. Niệm Phật, thấy những hình bóng của Đức Phật nào đó để đi khoe với người khác, các ông mê. Niệm câu thần chú di chuyển vật chất để nhiều người thấy họ kính nể, cho là linh thiêng, để canh ngã ông to ra. Như Lai biết các ông ham muốn như vậy, nên Như Lai bày ra các pháp môn tu nói trên để dụ các ông đến học. Mục đích của Như Lai là muốn tìm trong số đông các ông coi có ai muốn giải thoát không. Nếu có, Như Lai sẽ dạy riêng cho người này, để người này phụ giúp Như Lai truyền bá pháp môn giải thoát này. Như ông đã thấy và biết đó, số người tập trung rất đông đến nghe Như Lai dạy năm pháp môn tu được thành tựu trong nhân quả vật lý rất dài. Nhưng không ai hỏi Như Lai pháp môn tu để được giải thoát cả. Nhiệm vụ của Như Lai là dạy cho loài người ở thế giới này duy nhất có hai điều: một, giác ngộ, hiểu biết thật rõ ràng sự sống nơi thế giới loài người cũng như trong tam giới này; hai, giải thoát, chỉ dẫn cho loài người ai muốn vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương thì Như Lai sẽ dạy công thức cho. Đã trải qua 45 năm mà chỉ có vài người muốn, nên Như Lai chỉ dạy riêng cho những người này. Như Lai còn sống nơi thế giới này không còn nhiều, cũng là đến lúc Như Lai phải dạy pháp môn tuyệt mật thanh tịnh thiền này. Ai muốn, Như Lai dạy cho, để trong các ông truyền cho hậu thế. Vì pháp môn này quá ít người chịu tu, nên Như Lai phải dạy sau cùng là vậy. Như Lai cũng nhắc cho các ông rõ, đầu tiên Như Lai có dạy pháp môn thanh tịnh thiền này là dạy cho năm anh em ông Kiều, Trần Như
và 4 người bạn cùng tu với Như Lai từ thuở ban đầu. 9 vị này ai cũng lãnh hội được nên phụ giúp Như Lai thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ đó. Ông Uất Lam Sĩ Dùng nghe Đức Phật giải thích, ông hết sức vui mừng và cảm ơn Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 32, Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, chịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo sự chỉ dẫn của ông cư sĩ Duy Ma Cật, chúng con đã biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này rồi. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con trình nơi pháp hội này. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con. Đức Phật liền bảo ông Ananda: Này Ananda, ông trình bày xem coi có đúng không? Nếu đúng, Như Lai sẽ ấn chứng cho. Ông Ananda trình bày với Đức Phật và đại chúng: Kính bạch Đức Thế Tôn, người tu thanh tịnh thiền phải hiểu căn bản nơi thế giới loài người như sau. 1. Thế giới này, các động vật và thực vật là cấu tạo bằng 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. 2. Tất cả là do điện tử âm dương duy trì và kéo luân chuyển, gọi là luân hồi. 3. Từ loài người cũng như động vật hay thực vật đều phải sống bằng tổng nghiệp của mình. Người tu thanh tịnh thiền bắt buộc phải hiểu 3 nguyên lý nói trên thì mới mong tu đúng được. Còn không biết chính xác như vậy, dù có ngồi đó tu mấy đời đi chăng nữa cũng là làm chuyện phí công vô ích. Đức Phật khen ông Ananda: Ông hiểu căn bản như vậy là rất phải. Ông Ananda tiếp tục trình bày thêm: Như Lai đã dạy chúng con, trong tánh của mỗi con người ai cũng có đến 16 thứ. Ngoài 16 thứ này, bên ngoài lại bị bao bọc thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác nữa. Vì trong tánh của mỗi con người có cái tưởng là mạnh nhất, nên con người có rất nhiều tưởng, như tưởng mình dụng công tu thiền như thế nào đó để được giải thoát, tưởng mình lạy lục ai đó để xin họ giúp mình giải thoát, tưởng mình cầu xin ai đó cứu mình giải thoát. Nói đến cái tưởng thì không thể nào nói hết được. Vì vậy, nơi trái đất này, ai tưởng ra gì là họ làm như vậy. Nhưng hầu hết, những cái tưởng của loài người tưởng ra là để lường gạt người kém hiểu biết để lấy tiền của họ. Đức Phật khen ông Ananda lần thứ hai: Ông trình bày rất phải. Vậy con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật chất trần gian phải thực hiện như thế nào? Ông Ananda trình với Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất trần gian này phải thực hiện 3 phần như sau. 1. Vô trụ với vật chất. 2. Phải nhận được tánh thanh tịnh của chính mình và hằng sống với tánh thanh tịnh ấy. 3. Phải tạo ra được công đức. Đức Phật nghe ông Ananda trình bày được căn bản nên hỏi ông: Vậy 3 căn bản nói trên, ông đã thực hiện được phần nào chưa? Ông Ananda trình với Đức Phật: Con hiểu, nhưng con chưa thực hiện được. Đức Phật dạy ông: Phần này Như Lai thọ ký cho ông. Sau này, ông sẽ đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Nhờ sư huynh ông là ông Mahakasyap. Ông Mahakasyap sẽ truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông làm tổ sư thiền đời thứ hai. Ông Ananda được Đức Phật thọ ký làm tổ thiền thanh tịnh đời thứ hai. Ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 33, ông cư sĩ Liên Quốc Trì, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay hỏi Đức Phật 2 câu. Thứ nhất, kính xin Đức Thế Tôn dạy con nhiệm vụ tánh con người như thế nào. Thứ hai, sau khi con người rời sắc thân tứ đại, thời gian luân hồi đi các nơi là bao lâu? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông cư sĩ Liên Quốc Trì, Như Lai dạy ông, câu 1, vỏ bọc tánh của con người có 2 nhiệm vụ: tiếp nhận vỏ bọc tánh Phật vào thế giới nhân quả luân hồi trong một tam giới này, tiếp nhận vỏ bọc các tánh từ các loài trong tam giới trở lại làm người để luân hồi đi nơi khác. Câu 2, sau khi khối nghiệp rời xác thân con người đi trong lục đạo luân hồi nên gọi là trung ấm thân. Vì sao gọi như vậy? Vì nó mang khối nghiệp đi hưởng phúc hoặc trả quả xấu, tức nó là khối trung chuyển mà có sự sống nên gọi là trung ấm thân. Cái trung ấm thân này tùy việc làm của khối nghiệp của nó mang, không thời gian cố định được. Như nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, nghiệp dụng công ngồi thiền,
mong vãng sinh đến cõi trời vô sắc sinh sống. Khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc nó được làn sóng điện từ âm dương không màu sắc hút thẳng vào cõi trời vô sắc. Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến sống cõi vui tươi, có màu sắc rực rỡ, khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc được làn sóng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ hút thẳng vào cõi trời hữu sắc. Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích đến cõi vui tươi, màu sắc rực rỡ mà thanh tịnh, khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc được hút thẳng vào cõi tịnh độ. Nếu trung ấm thân chứa nghiệp phước thiện, thích làm con của Chúa ở cõi trời nào đó, khi trung ấm thân vừa rời thân tứ đại, tức khắc được hút thẳng vào cõi trời dục giới. Trên đây, bốn đường hưởng nghiệp phước dương ở các nơi cõi trời. Còn nghiệp luân chuyển nơi trái đất này có 6 đường. 1. Người tu mật chú tông, dụng công tu để có thần thông phép màu. Khi trung ấm thân lìa thân tứ đại, có 2 trường hợp liền vãng sinh vào cõi thần, ở lại với gia đình từ 1 đến 12 ngày rồi mới vào cõi thần. 2. Người không tu có 2 trường hợp, quanh quẩn với con cháu từ 3 đến 21 ngày rồi gia nhập vào cõi cô hồn. Quanh quẩn với con cháu đến 49 ngày rồi gia nhập vào cõi cô hồn. 3. Người tu có 2 trường hợp, người lợi dụng hình thức tu để lường gạt người khác, phải ở quanh quẩn với người đó để trả nợ. Người không biết giác ngộ giải thoát là gì mà nói biết để dụ nhiều người đến nghe, để có danh và lấy tiền của họ. Người này phải làm hoa báo, chả khi nào hết nợ mới được trở lại làm người. 4. Người mang nghiệp sát sinh, sát loài nào đầu thai vào loài đó trả nợ. 5. Người mang trọng tội, trung ấm thân vừa thoát ra thân tứ đại, liền bị hút vào địa ngục. Ông cư sĩ Liên Quốc Trì nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 34, ông cư sĩ thường trưởng Thanh Úy, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay trình thư hỏi. Kính bạch Đức Thế Tôn, theo con hiểu, tánh Phật của con muốn thoát ra tánh người để trở về sống trong Phật giới, thì con phải biết căn bản 2 nơi như sau. 1. Nơi loài người đang sinh sống gọi là thế giới dục giới nhân quả của vật lý âm dương. Trong tánh của mỗi con người luôn lúc nào cũng suy nghĩ, gọi là vọng tánh. Chính cái vọng tánh này dẫn chúng con đi trong 6 nẻo luân hồi. 2. Nơi 10 phương chư Phật sinh sống gọi là Phật giới. Trong Phật giới là do điện từ quang duy trì làm sự sống. Điện từ quang là loại điện từ tự nhiên thanh tịnh, không có lực hút trái chiều nhau mà chỉ có rung động đưa ra xa và thu lại gần, nên không có luân hồi. Trước đây chúng con theo những vị thầy dạy tu theo ý tưởng tượng của quý thầy, nên chúng con cứ lẩn quẩn trong tam giới này hoài. Hôm nay chúng con được Đức Thế Tôn dạy và phân tích quá rõ ràng, cũng như những vị trình sự hiểu biết của những vị ấy, nên chúng con mới thông hiểu như vậy. Kính xin Đức Thế Tôn xem xét coi lời của con trình bày, coi có đúng như vậy không. Xin Đức Thế Tôn dạy cho con. Đức Phật dạy ông thường trưởng Thanh Úy, lời trình bày của ông rất phải. Trước khi Như Lai ấn chứng và huyền ký cho ông, Như Lai hỏi ông một câu: người đang sống nơi thế giới loài người phải sống làm sao đủ tư cách là một người giải thoát? Ông trường thường Thanh Úy trình với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có dạy chúng con, chi kiến lập chi, tức vô minh bổn, chi kiến bất lập chi, tức tánh niết bàn. Đức Phật khen: đúng như vậy. Vậy Như Lai ấn chứng cho ông đạt được bí mật thanh tịnh thiền và huyền ký cho ông. Ông hãy theo dòng thiền thanh tịnh làm tổ sư. Khi nhiệm vụ ông hoàn mãn được vào bể tánh thanh tịnh, sống là một vị Phật để phân thân vào thế giới loài người, giúp cho ai muốn giải thoát. Ông thường trưởng Thanh Úy nghe Đức Phật ấn chứng và huyền ký cho ông, sau này sẽ là một vị Phật giúp cho ai muốn giải thoát. Ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Liền khi đó, từ trên không trung có rất nhiều tiếng của chư thiên, thần kim cương, những vị Bồ Tát và chư Phật đồng nói: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hoàn thành việc giáo hóa loài người nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này. Kể từ hôm nay, pháp môn tu thanh tịnh thiền
mà hoài bão của Ngài muốn đem giáo hóa cho loài người ở cõi này, Ngài đã dạy xong. Cũng kể từ hôm nay, Ngài không còn nói một lời nào nữa. Tuy nhiên, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Ngài sẽ còn độ một người bạn đồng tu từ vô lượng kiếp trước kia. Sẵn giờ phút chót này, các ông bà còn thắc mắc điều chi, hãy từ bây giờ cố gắng tìm lời hỏi. Khi đến giờ phút chót đem ra hỏi, để sau này các ông thắc mắc không ai giải đáp. Các vị trên vừa dứt lời, từ trên không trung có tiếng mười phương chư Phật nói: Hạnh phúc thay, ở thế giới loài người này có một vị Phật dạy chỗ cao tột sâu màu cho loài người biết đâu là tà, đâu là chính. Hạnh phúc thay, thế giới Ta Bà này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền để giúp loài người biết đường về nguồn cội của mỗi người. Hạnh phúc thay, thế giới Ta Bà này có một vị Phật ra đời dạy cho loài người biết sáu pháp môn tu. Sau ba câu khen ngợi của mười phương chư Phật, hoa mạng Đà La được chư thiên rải xuống làm thơm ngát một vùng rộng lớn, cũng báo hiệu một vị Phật sắp lìa bỏ cõi Nam Diêm Phù Đề này. Cũng từ trên hư không, nhạc trời được đánh lên tạo thành một âm thanh kỳ diệu, lặp lại cũng như ngày xưa khi Đức Phật Ca Diếp rời cõi này.